Chương 81, Tử cực đang tông, nhân vật phản diện sinh hoạt chính là buồn tẻ lại không thú vị. 3. Cầu đặt mua. Diễm Cơ mang theo Cố Trường Ca tính vật rời đi Cố gia, trên đường đi cũng không có tộc nhân có dũng khí cản nàng. Bây giờ Cố Trường Ca được lập làm thiếu chủ, chính là quyền thế ngập trời thời điểm. Cái này váy đỏ nữ tử xem xét tư sắc, lại xem xét nàng cầm Cố Trường Ca tính vật, rất nhiều tộc nhân buộc lòng phải phương diện kia đi Lenovo, không dám mắc tội. Không ít tộc lão nghe nói ánh mắt bẩm báo, cũng không quản thêm, dù sao đây không phải cố gia tộc nhân, hơn nữa còn là một tôn đại thánh, tránh không được theo dõi bị phát hiện, làm tức giận cố trường ca. Kế tiếp trong vòng vài ngày, cố trường ca tiện tay bắt đầu chuẩn bị còn lại sự tình, khí vận điểm sự tình ổn định lại, trong tộc nên bố trí đã bố trí. Minh lão mang theo nhất mạch kia bị lưu vong tộc nhân trở về phục mệnh. Cố gia dẫn phát một trận không nhỏ vang động. Mấy vị tộc lão lòng tràn đầy vui vẻ đón lấy, không ít tộc nhân gặp cố trường ca cũng không giống là tùy tiện làm dáng một chút, đối đại hắn thái độ cũng hòa hoãn không ít trong lúc đó cố trường ca hiện thân gặp mặt một lần chỉ bất quá cũng không nhiều lời cái gì âm thầm căng dặn bên người tâm phúc chú ý nhất mạch kia động tĩnh tuy nói hắn không quá để ý bọn hắn sẽ đối với hắn tạo thành cái gì trả thù nhưng đem hết thảy nắm giữ trong tay ngược lại là tốt nhất mạch kia tộc nhân biết được đón bọn hắn hồi tộc đây hết thảy lại là cố trường ca chủ động làm như vậy cũng không nhận được tộc lão ác bách cái gì thời điểm cũng là khiếp sợ không gì sánh nổi sau đó nỗi lòng trở nên vô cùng phức tạp nhất là nghe được mấy vị tộc lão đàm luận cố trường ca lúc nói hắn có lãng tử hồi đầu, biết sai có thể thay đổi xu thế, nhưng bọn hắn không khỏi trầm mặt. Chuyện này đối với cố gia tới nói, tóm lại là chuyện tốt. Nhưng là năm đó cừu hận không có khả năng dễ dàng như vậy giải quyết. Bọn hắn mạch này chịu khuất nhục cùng đau khổ, bị cố trường ca đào đi đạo quốc tiểu nữ hài kia những năm này chịu đau nhất, cũng không phải là một câu hời hợt nói xin lỗi là có thể giải quyết. Chính yếu nhất chính là, bọn hắn cũng không biết cố tiên nhi ở đâu, cũng không biết nàng còn sống hay không. Vì gia tộc, bọn hắn có thể nhịn, nhưng duy chỉ có đối đãi cố tiên nhi trong chuyện này cố trường ca không làm chút gì bọn hắn là tuyệt đối không thể tiếp nhận mà lại cố trường ca hắn đừng nói một câu nói xin lỗi hắn căn bản một câu cũng không nói tới thời điểm quét mắt tự hồ điểm xuống người liền xoay người đi cái này khiến mạch này tộc nhân vô cùng phẫn nộ nhưng lại không thể làm gì dù sao cố trường ca hiện nay thế nhưng là thiếu chủ bất quá sau đó trong cơ thể của bọn họ phong ấn bị cố trường ca hạ lệnh giải khai những năm này bị phong bế tu vi tự nhiên cũng liền khôi phục mà lại trong địa lao, không ít bị giam giữ thúc bá cũng phóng ra. Cái này lại nhường trong lòng bọn họ vô cùng phức tạp, đối đãi Cố Trường Ca cảm giác, một hồi trên một hồi dưới, hoàn toàn đoán không được Cố Trường Ca là tính toán gì. Cuối cùng cảm giác thật sự là hắn giống như là hòa hoãn quan hệ, nhưng bởi vì tính cách vấn đề, lại kéo không xuống mặt mũi đến xin lỗi. Cho nên dứt khoát làm điểm hiện thực. Một thời gian, bọn hắn đối đãi Cố Trường Ca thái độ, cũng không có ngay từ đầu như vậy căm thù. Có câu nói rất hay, biết sai có thể thay đổi không gì tốt hơn ngay cả cố trường ca loại người này đều có thể hối cãi nhưng bọn hắn cảm thấy người này còn có thể cứu nói cho cùng tất cả mọi người là đồng tộc những năm này bị lưu vong bên ngoài kỳ thật cũng không ăn khổ gì chỉ bất quá trong lòng có phẫn hận cùng hỏa khí thôi cảm nhận được nhất mạch khi đối với mình thái độ có chút chuyển biến tốt đẹp cố trường ca cũng là không ngoài ý muốn hắn làm như thế tự nhiên là trong kế hoạch nếu như ngay từ đầu liền xin lỗi mở ra phong ấn thuận tiện thả người bọn hắn còn sẽ không cảm kích ngược lại cảm thấy hắn trách tâm không tốt, lòng mang quái thai. Nhưng là đổi một chút thủ đoạn, không xin lỗi, nhưng bọn hắn ngờ vực vô căn cứ, phẫn nộ, nổi nóng, sau đó tại trực tiếp mở ra phong ấn, thả người. Bọn hắn liền sẽ cảm thấy mình nhưng thật ra là dự định hối cải, không có ý đồ khác, chỉ là mất hết mặt mũi mà thôi. Cái này không sai biệt lắm sự tình, xử lý hiệu quả khẳng định là không một dạng. Hơn nữa còn là ngày đêm khác biệt cái chủng loại kia. Cố trường ca không cho rằng thủ đoạn mình cao minh bao nhiêu, nhưng vừa lúc là mỗi một lần đều có thể tìm tới đau nhất điểm, cũng nắm rất khá thôi. Sau đó, hắn liền bắt đầu xử lý bên cạnh mình sự tình. Tô Thanh Ca cùng Lâm Thu Hàng hai người nếu là hắn từ hạ giới mang tới, tự nhiên muốn đem nàng nhóm sắp xếp cẩn thận. Đoạn này thời gian thấy qua cố gia sự kiện lớn về sau, đi hướng còn lại tông môn thế lực, chắc hẳn cũng sẽ không bởi vì tính cách nhận ức hiếp. Tô Thanh Ca rất thông minh, không có vấn đề gì. Nhưng là Lâm Thu Hàng tính cách ôn nhu, lại ngốc đáng thương. Cố trường ca luôn cảm giác nàng một thân một mình tại tu hành giới đoán chừng đều không sống nổi mấy ngày. Bất quá cân nhắc đến nàng kia kinh cũng đang đạo thiên phú, đi hướng đang đạo đại tông cũng là sẽ bị cướp thu làm đồ đệ, sẽ không để cho nàng thụ nửa điểm bỉ khuất. Cố trường ca cũng không có liền làm sao suy tính. Hắn đầu tiên là dành thời gian mang theo tô thanh ca tiến về mẫu thân hắn chỗ thái sơ thần giáo, thuận tiện nhìn xem mẫu thân mình. Thái sơ thần giáo. Đây là ở vào nội vực thiên cổ lão thế lực, tồn tại thời gian vô cùng lâu đời, cương vực rộng lớn, khó tố biên cảnh bởi vì lối làm việc phong cách vấn đề thái sơ thần giáo cũng bị tất cả thế lực xưng là ma giáo đương nhiên những năm này tình huống có chỗ chuyển biến tốt đẹp tại thái sơ thần giáo chúng đệ tử trưởng lão cố gắng dưới miễn cưỡng đem ma giáo đổi đến vĩ quan đang một điểm chỉ bất quá dạng này cũng khó nén sức ma giáo bản chất còn lại đạo thống thế lực trải qua brahma thiên đều phải cẩn thận từng ly từng tí miễn cho bị ăn cướp một phen cố trường ca thân là thái sơ thần giáo đời trước thánh nữ nhi tử vẫn là cố gia thiếu chủ tự nhiên một đường thông suốt đi vào nơi đó tìm được hắn đang tu luyện mẫu thân. Hai người hàng huyên hồi lâu, cố trường ca cầm đối với hắn phụ thân bộ kia lý do thoái thác, nói một lần cho hắn mẫu thân nghe. Lúc này đem hắn mẫu thân nghe được con mắt đỏ lên, đau lòng không thôi, gọi thẳng con ta những năm này chịu khổ. Đối với cái này cố trường ca ngược lại không có gì tốt ấy nấy, dù sao hiện tại ma tính đã giải quyết, chắc hẳn cha mẹ cũng không muốn gặp trước kia cái kia loại này tính tình. Về phần tô thanh ca lai lịch, cố trường ca liền giao cho mẫu thân hắn, hắn cũng rất yên tâm vừa vặn tô thanh ca cũng lấy mẫu thân hắn ưa thích cố trường ca liền nhường nàng trước lưu tại mẫu thân mình bên người thuận tiện có thể tra một chút nàng những ký ức kia đến cùng là cái gì tại thái sơ thần giáo chờ đợi mấy ngày sau cố trường ca trở lại cố gia về sau hắn lại dẫn lâm thu hàng đi bái phỏng ở vào nội vực đông thắng thiên tử cực đan tông nội vực chư thiên mọc lên như rừng lấy khác biệt phân chi cương vực đông thắng thiên vừa vặn giáp giới rất nhiều đan đạo hạ giới thậm chí có chí cao đan giới mà nói vô số đan đạo tu sĩ phi thăng cũng muốn đi hướng trong đó ở trong có rất nhiều đan đạo vô thượng tông sư cấp bậc tồn tại tiện tay luyện chế đan dược cũng vạn kim khó cầu tại tài nguyên phương diện có thể nói có rất ít thế lực có thể so sánh nhất là luyện đan sư tại những người này mạch phương diện cũng là không thể khinh thường năng lực tử cực đan tông mặc dù khổng lồ tự khoe là đan đạo đệ nhất đại tông nhưng những năm này đến nay lại bị còn lại đan đạo đại tông đè ép một đầu chính yếu nhất phương diện chính là bọn hắn không có hảo đệ tử có được đan đạo thiên phú tu sĩ vốn là khó tìm huống chi là đan đạo thiên phú còn phải hợp cách, không phải tùy tiện có được đan đạo thiên phú liền có thể bái nhập trong đó. Phần lớn thời gian, đều là tại thượng giới tất cả khu vực tìm đệ tử, bởi vì hạ giới rất ít có thể thấy được luyện đan sư phi thăng lên tới. Coi như phi thăng lên đến, tại ngoại vực biên giới, cũng sớm bị rất nhiều thế lực bắt đi, mang về tông môn là miễn phí khổ lực. Cho nên cái này cũng đưa đến những này đan đạo đại tông là thật thiếu đệ tử. Bọn hắn tài nguyên phì nhiêu, cái gì cũng không thiếu, liền duy chỉ có thiếu thiên phú tốt đệ tử mà tất cả lớn đạo thống thế lực cũng tại bốn phía nghĩ biện pháp tìm kiếm đan đạo thiên phú không tồi tu sĩ, đưa đến tất cả đại đan đạo đại tông, cho tự mình giành lợi ích. Mà giờ khắc này, dãy núi thấp thoáng ở giữa, tiên sơn chìm nổi, thác nước màu bạc vẫy ra, hào quang vạn đạo, đang tức tràn ngập, một phái tiên gia không khí tử cực đang tông. Tất cả ngọn núi ở giữa, đang phát sinh không nhỏ van động. Không ít đang phong phong chủ, nghe nói đệ tử bẩm báo, không khỏi một mặt khiếp sợ chạy đến. Trường sinh cố gia thiếu chủ đích thân tới ngoài sơn môn. Tử cực Đan tông mặc dù tự xưng là đệ nhất đang đạo thánh địa, nhưng là cũng rõ ràng đối mặt Trường Sinh gia, Bất Hủ đại giáo dạng này thế lực, thấp không chỉ một đầu. Dù sao bọn hắn là luyện đan, tại nội tình truyền thừa, thậm chí phương diện chiến lực cũng kém xa Trường Sinh gia, Bất Hủ đại giáo. Đối mặt thượng giới loại này cự vô phách thế lực, cũng phải chột dạ. Nhất là đối phương vẫn là Trường Sinh gia thiếu chủ, thân phận này cho dù là trưởng lão, cũng phải cẩn thận ứng đối. Nghe được cái này bẩm báo, tử cực Đan tông rất nhiều đệ tử cùng trưởng lão cũng bị kinh trụ vội vàng hóa thành thần hồng bay tới. Đây chính là công tử cho ta nói tử cực đan tông. Xa xa liền ngửi được một cổ đan vị, ngay cả núi này trên cửa cũng thế, đan tông hai chữ thật sự có cổ đáng sợ đang vận. Trước sơn môn, lâm thu hàng một thân váy dài màu lam, trên mặt sơ lược thi phấn trang điểm, càng lộ ra tươi đẹp động lòng người, đang có chút hiếu kỳ đánh giá nói. Nghe nói cố trường ca muốn đem nàng đưa đến nơi này đến học tập luyện đan, nàng vẫn là rất vui vẻ. Dù sao nàng đối luyện đan cảm thấy rất hứng thú, mà lại học được về sau có thể giúp cố trường ca. Dạng này liền sẽ không có vẻ nàng quá vô dụng. Dù sao cũng là thượng giới lừng lẫy nổi danh đang đạo Đại Tông, mặc dù nhìn có chút nghèo túng, nhưng tài nguyên cái gì cũng sẽ không ít, chủ yếu nhất là tử cực đang Tông nghe nói có được tử cực tiên đang đăng phương, đó là ngay cả tiên nhân đều muốn thèm nhỏ giải tiên đan. Cố trường ca tùy ý cười, một thân huyền y, thân hình thon dài, đứng tại sơn môn dưới, toàn thân hình như có quan huy đang chảy, tựa như một tôn tuổi trẻ thần chi, nhưng phía trước không ít tử cực đang Tông đệ tử ghé mắt, âm thầm kinh hãi không thôi. Hơn nữa còn có một điểm hắn chưa hề nói, còn lại đang đạo đại tông cạnh tranh kịch liệt, không giống tử cực đang tông dạng này, lấy ra được tới đệ tử cũng không có mấy cái. Bộ dạng này nghèo túng bộ dáng, cũng chỉ có thể dựa vào một đám lão ngoan đồng trưởng lão chống đỡ giữ thể diện. Giống Lâm Thu Hàng thiên phú như vậy, ở chỗ này tự nhiên sẽ hơn thụ trọng dụng. Lâm Thu Hàng chỉ cần có thể bái nhập bên trong, cố trường ca tự nhiên cũng sẽ thu hoạch một số lớn khí vận điểm. Nếu như nàng bị định vị tử cực đang tông truyền nhân chật chật cố trường ca đã có thể nghĩ đến tự mình không hề làm gì mỗi thiên đô có khí vận điểm doanh thu bộ dạng đến lúc đó nằm tùy tiện thêm thêm điểm nhàn đến không có việc gì ức hiếp ức hiếp người trùng phản diện sinh hoạt chính là như thế buồn tẻ vô vị sau lưng cố trường ca a đại minh lão các loại một đám tâm phúc đi theo tại khí tức cực kỳ cường đại càng làm cho phía trước đám đệ tử này có chút trung sợ trường sinh cố gia thiếu chủ cố trường ca dạng này nhân vật phong vân mang theo nữ tử đến đây đến cùng là vì cái gì bọn hắn thế nhưng là đã sớm biết. Tại cả giới tới nói, bây giờ làm người ta chú ý nhất tuổi trẻ trí tôn bên trong, vị này cố gia thiếu chủ, lúc có một chỗ cắm dùi. Trời sinh thần nhân, chân tiên chi tư. Rất rất nhiều xưng hô, có thể thấy được nó mạnh mẽ. Không nghĩ tới hôm nay có thể nhìn thấy chân nhân, nhưng bọn hắn không khỏi kinh hãi. Rất nhanh, phía trước từng đợt thần hồng bay tới, hóa thành mấy thân ảnh rơi xuống đất, chính là bây giờ tử cực đang tông mấy vị trưởng lão. Cố gia thiếu chủ đích thân tới ta tử cực đang tông, thật sự là không có từ xa tiếp đón, mong rằng thứ tội. Một tên người mặt đỏ trường bào màu đỏ trưởng lão, một mặt hiền lành cười ha hả chắp tay nói vong. Chương 82, cái này oan đại đầu các ngươi là làm định, nghi ngờ đánh mặt không thơm, bốn, cầu đặt mua. Đỏ trường bào màu đỏ trưởng lão tên là xích hỏa trưởng lão, chính là tử cực đang tông bây giờ lục trưởng lão. Sống không biết bao lâu, nghe nói là một luồng xích dương thiên hỏa biến thành, một tay thuộc luyện đan, tại thượng giới cực âm nổi danh. Sau lưng hắn, cũng theo thứ tự đi theo không ít trưởng lão cùng đệ tử nhưng rất hiển nhiên là lấy hắn cầm đầu đám đệ tử kia bên trong nam nữ đều là một thân trường bào màu xanh chỉ bất quá tại chỗ ngực lấy phù văn ngưng tụ đang văn biểu hiện thân phận tử cực đan tông nội môn đệ tử tu vi đều không tính toán rất mạnh trên cơ bản cũng tại đại năng cảnh giờ phút này bọn hắn đều hiếu kỳ đánh giá cố trường ca trong đồn đại cố gia thiếu chủ hắn đến tử cực đan tông làm gì mà lại bên cạnh hắn váy lam nữ tử tu vi làm sao yếu như vậy cũng chỉ là thần thông cảnh dù sao cố trường ca thân phận rất tôn quý bọn hắn cũng chỉ là có dũng khí tùy tiện xem vài lần không dám lên tiếng để tránh bất kính giờ phút này tất cả mọi người ở trong lòng suy đoán cố trường ca đến đây dụng ý trường ca thiếu chủ còn xin tiến vào tông một lần ở trước sơn môn cũng không tránh khỏi quá thất lễ lúc này xích hỏa trưởng lão làm ra mời động tác mời cố trường ca tiến đến cố trường ca mỉm cười đi theo phía sau rất nhanh đám người dưới chân dâng lên thần hồng hướng phía tử cực đang tông chỗ sâu mà đi. Một tòa rộng rãi trong cung điện, đang hương lượng lờ, có vẻ cổ lão lâu đời. Không ít mỹ mạo nữ đệ tử đến đây là cố trường ca đưa lên 983 nước trà, mà lùi về sau đến một bên. Không biết trường ca thiếu chủ hôm nay đích thân tới ta tông, là cần làm chuyện gì? Xích hỏa trưởng lão nhấp một ngụm trà, sau đó không khỏi lên tiếng nghi hoặc hỏi. Tử cực đang tông cùng tất cả thế lực lớn ở giữa, quan hệ kỳ thật cũng thật không tệ, có rất ít lấy ma sát phát sinh, cho nên cố trường ca đến nhà bái phỏng, hẳn không phải là có cái gì xung đột. Lúc này, cố trường ca cũng mở miệng, mang trên mặt nụ cười nhàn nhạt. Xích hỏa trưởng lão không cần phải khách khí, kỳ thật trường ca hôm nay đến đây bái phỏng tử cực đan tông, đích thật là có một chuyện. a, à, trường ca thiếu chủ nói tới sự tình, khó nói là liên quan tới vị này. Cô nương. Xích hỏa trưởng lão nghe vậy, ánh mắt không khỏi ngưng tụ. Cuối cùng rơi vào cố trường ca bên cạnh váy lam trên người nữ tử. Sinh rất mỹ mạo, nhưng tu vi lại chẳng ra sao cả hắn không nắm chắc được lâm thu hàng thân phận cho nên nói chỉ là câu cô nương bất quá xem hắn bộ dáng phải cùng cố trường ca quan hệ rất thân mật nghe đồn dai nói cố gia thiếu chủ lạnh lùng vô cùng cao cao tại thượng không dễ tiếp xúc bây giờ xem ra ngược lại là nghe đồn có sai chí ít nói chuyện với cố trường ca thời điểm hắn không có cảm giác đến cái gì không đúng thậm chí cảm giác như một xuân phong cho người ta một loại ôn nhuận như ngọc cảm giác dạng này người thế nào lại là trong đồn đại loại kia tính tình xích hỏa trưởng lão trong lòng không khỏi lắc đầu thu hàng là ta từ hạ giới dẫn tới lúc ấy ta nhìn nàng đang đạo thiên phú không tồi trong lòng hơi động liền muốn đưa nàng mang đến thượng giới vừa vặn đưa đến tử cực đan tông để tránh lãng phí thiên phú của nàng cố trường ca cười nhạt một tiếng không có nói thẳng cái gì gặp tử cực đan tông gần nhất tương đối nghèo túng nghĩ đến cho các ngươi đưa mầm mống tốt tới tới dạng này không khỏi cũng quá vô tình dù sao hắn vẫn chờ tử cực đan tông giúp hắn bồi dưỡng lâm thu hàng làm coi tiền như rác tới ngay trước mặt đâm người ta vết thương có chút quá mức cho nên hắn đã nói rất hàm súc. Nếu như phiên dịch một chút chính là Lâm Thu Hàng là ta từ hạ giới dẫn tới người, đang đạo thiên phú rất không tệ, lại xem các ngươi tử cực đang tông gần nhất không có gì đem ra được đệ tử, liền cho các ngươi đưa tới. Xích hỏa trưởng lão cũng là nhân tinh, như thế nghe xong tự nhiên là đã hiểu, trên mặt có chút xấu hổ, nhưng lại có chút chờ mong. Dù sao cố trường ca thân là cố gia thiếu chủ, nếu như đồng dạng điểm thiên phú người đưa tới, đây không phải là đánh hắn mặt sao. Trường ca thiếu chủ ngược lại là có lòng, lão phu trước hết thay tử cực đang tông cảm tạ trường ca thiếu chủ hảo ý. Xích hỏa trưởng lão cười ha hả nói, lúc này mới bắt đầu nghiêm túc đánh giá đến Lâm Thu Hàng tới. Tại hắn thần sắc áp bách dưới, Lâm Thu Hàng cũng có chút khẩn trương lên, bất quá nhớ tới cố công tử lời nhắn nhủ lời nói, nàng lại trấn định không ít. Loại thời điểm này, không thể bối rối, phía sau mình thế nhưng là đứng đấy cố công tử. Lâm Thu Hàng ở trong lòng cho mình nói như thế. Cố trường ca trên mặt ngược lại là một mực mang theo cười nhạt cho, một chút cũng chưa từng thay đổi. Lâm Thu Hàng Kinh cũng đang đạo thiên phú hắn tự nhiên rất rõ ràng, tử cực đang công cái này oan đại đầu, người thành thật là làm định. Bất quá lúc này vậy mà không có người nhảy ra nghi ngờ đánh mặt, nhưng hắn có chút cảm thấy không thú vị. Dù sao như thường sáo lộ. Liền nên là tử cực đang tông một đám nội môn đệ tử, gặp Lâm Thu Hàng tu vi yếu, lại là đến từ hạ giới, liền bắt đầu một trận trào phúng không tin sao. Đáng tiếc nàng có được cái này thân đại khí vận, vậy mà không đi loại này sáo lộ. Xem ra đi theo bên cạnh mình lâu, phế xài lưu đánh mặt sáo lộ cũng không thơm cố trường ca đột nhiên cảm giác được có chút không hứng lắm đi đến đây cũng không con tin nghi đánh mặt muốn cho hắn đến cái lấy thế đè người cũng không được người người cũng như thế e ngại hắn a à. lúc này xích hỏa trưởng lão bỗng nhiên một trận nhẹ kêu nhìn xem lâm thu hàng thần sắc có chút không dám tin tưởng không dò xét không biết hơi đánh giá giật mình nói chính là hắn cái dạng này dù sao thiên phú cái gì lại không có viết lên mặt hắn coi như tu vi cao thâm cũng không có khả năng liếc thấy ra cái này cần một cái cảm giác quá trình mà cái này cảm giác hắn liền phát hiện lâm thu hàng tiểu cô nương này trên thân lại có nồng đậm đăng ý trời sinh đăng ý phải biết một luồng đăng ý đều là một chút đan đạo đại tông sư tha thiết ước mơ đồ vật có thể tiểu cô nương này trên thân làm sao dừng thiên ti vạn lũ cái này có chút nhường hắn chấn kinh bất khả tư nghị nếu như đi đến đan đạo một đường đây quả thực là tiền đồ vô lượng a vị cô nương này thiên phú xích hỏa trưởng lão một trận mừng rỡ có chút kích động nhưng vẫn là không xác định, phân phó sau lưng đệ tử đi lấy pháp khí đến, chuẩn bị đo một chút. Xích hỏa trưởng lão, thu hàng thiên phú có thể chứ? Cố trường ca cười nhạt một tiếng, kết quả hắn đã sớm liệu đến, bất quá tự nhiên hay là nên đi cái quá trình. Vị cô nương này thiên phú, có chút dọa người A, không nghĩ tới vậy mà lại xuất hiện tại hạ giới, còn bị trường ca thiếu chủ phát hiện. Xích hỏa trưởng lão cũng là một mặt ý cười, nhìn xem lâm thu hàng ánh mắt, tự như là nhìn xem vô thượng của quý đồng dạng. Cô nương, ngươi có thể nguyện bái lão phu làm thầy hắn bỗng nhiên mở miệng câu nói đầu tiên liền để lâm thu hàng có chút mộng đầu chuyển không đến tự mình đang đạo thiên phú thật tốt như vậy sao nàng đem xin giúp đỡ ánh mắt nhìn về phía cố trường ca chuyện này chính ngươi quyết định cố trường ca vừa cười vừa nói khẳng định đến tuân theo ý kiến của nàng bái sư loại chuyện này cũng nghe hắn vậy liền không có ý nghĩa bất quá cái này xích hỏa trưởng lão ngược lại là cá nhân tinh, vậy mà chuẩn bị trước giành lại lâm thu hàng tới bất quá ta cảm thấy thu hàng ngươi có thể đợi thêm một chút, tử cực đang tông trưởng lão không ít, chọn một cái ngươi cảm thấy thích hợp. Lần này, cố trường ca trực tiếp dùng chọn cái chữ này. Xích hỏa trưởng lão có chút ngượng ngùng, dù sao thật sự là hắn ôm trước cướp người dự định, bị cố trường ca cho thiêu phá. Về phần chọn cái từ này, hắn cảm thấy rất đúng. Hiện tại cũng không phải bọn hắn có nguyện ý hay không thu lâm thu hàng làm đồ đệ, mà là nàng có nguyện ý hay không bái bọn hắn vi sư vấn đề, một hồi còn lại trưởng lão nghe được tin tức chạy đến, coi như sẽ không giống hắn dạng này, chỉ sợ là đến trực tiếp đoạt. Tử cực đang tông một đám nội môn đệ tử, giờ phút này cũng kinh trụ, còn chưa từng nghe nói có thể chọn trưởng lão là sư tôn. Tên này bái lam nữ tử thiên phú, thật khủng bố như vậy sao? Tiểu cô nương, nếu như ngươi là bái lão phu làm thầy, muốn cái gì đang hỏa tùy tiện nói, tại khống hỏa một đường, tại cả giới, lão phu có dũng khí vỗ bộ ngực cam đoan, không có mấy người có thể so sánh lão phu mạnh. Xích hỏa trưởng lão bắt đầu chuẩn bị hướng dẫn từng bước, muốn dốc hết vốn liếng, nhưng lâm thu hàng tuyển nàng là sư tôn. Mà lúc này, đại điện bên ngoài, cũng là chen chúc mà đến một đám trưởng lão, tuổi tác cũng rất lâu đời, đều là tại đăng đạo phương diện lừng lẫy nổi danh đại nhân vật, hóa thạch sống, có được cực kỳ đáng sợ giao thiệp cùng tài nguyên. Nghe nói trường ca thiếu chủ cho chúng ta đưa tới mầm mống tốt. Trường ca thiếu chủ ngược lại là có lòng A, à, ta tử cực đang tông thật sự là vô cùng cảm kích. Một đám trưởng lão khí tức cũng rất khủng bố, đầu tiên là đối cố trường ca lên tiếng chào, sau đó liền đem ánh mắt trực tiếp bỏ vào lâm thu hàng trên người, bộ dáng kia đơn giản giống như là một đám nhìn chằm chằm thịt sói đói. Trên đường tới, bọn hắn liền đã nghe nói chuyện đã xảy ra. Trời sinh đang ý, còn không chỉ một luồng. Không đúng, ngoại tàu lại còn nhiều như vậy, cái này sao có thể? Một vị sống được thật lâu lão ngoan đồng, con mắt không khỏi trừng lớn, văn tục. Tiểu cô nương này sẽ không phải là thượng cổ thần đang hóa hình A. Loại thiên phú này, đơn giản trăm vạn năm cũng chưa thấy qua một lần, cảm giác lần này tất cả tông hội thử, chúng ta có thế mở mày mở mặt một lần. T có nhân nhẫn không ở hít vào một hơi, tranh thủ thời gian lấy ra khảo thí pháp khí đến, hướng Lâm Thu Hàng sau lưng rơi đi. Ông! Nương theo lấy một trận rung rẩy Ở trong bắt đầu tách ra chói lọi quang hoa, các loại nhan sắc chiếu rọi đại điện, sáng chói mà chói mắt, đơn giản muốn đem cả tòa đại điện cũng cho chiếu sáng đồng dạng. Không ít đệ tử thậm chí chỉ có thể nhắm mắt lại, để tránh bị quan mang cho đâm bị thương. Kiểm tra thiên phú không có sai, tiểu cô nương này là thích hợp nhất luyện đan thể chất, đem nàng giao cho lão phu, không ra 20 năm, nhất định là danh chấn tứ phương đang đạo tông sư. Không bằng giao cho lão ẩu đi, tiểu cô nương làm sao có thể để các ngươi một đám lão già dạy, vạn nhất dạy sai làm sao bây giờ. Tiểu cô nương cùng ta đi, ta chỉ cần 18 năm, chắc chắn ngươi dạy thành nhất đại đang đạo tông sư, thụ vô số người kính ngưỡng. Lão phu chỉ cần 15 năm. 15 năm. Lão đầu ta chỉ cần 13 năm. Ha ha, các ngươi cũng liền khả năng này, tiểu cô nương, ngươi tuyển lão đầu ta là sư tôn, ta chỗ thiên trụ phong, đời tiếp theo phong chủ hẳn là ngươi, vị trí tông chủ cũng không phải không thể nào nhìn xem một đám trong ngày thường gặp cũng không gặp được phong chủ trưởng lão bắt đầu tranh đoạt lên sư tôn danh ngạch đến thậm chí là một bộ quán nhỏ trong phường thì cãi nhau sắc mặt tử cực đang tông một đám đệ tử đều vô cùng chấn kinh thậm chí có chút mộng quả thực là bị hù dọa Tông tử lâm thu hàng nháy mắt xin giúp đỡ nhìn về phía cố trường ca nàng lúc nào gặp được dạng này dọa người tư thế a hiện tại đầu óc đều là chóng mặt chính ngươi lựa chọn cố trường ca nói không, ta chỉ nghe công tử. Lâm Thu Hàng quyết miệng, trực tiếp đem nồi ném cho Cố Trường Ca. Trong ngày thường làm sao không thấy ngươi thông minh như vậy? Cố Trường Ca rất muốn như thế gõ nàng đầu một câu. Tiểu cô nương không bằng cùng ta đi, ta chỉ cần 10 năm, liền có thể đưa nàng dạy thành đan đạo tông sư. Lúc này, nương theo lấy một trận thanh âm ôn nhu, cửa đại điện một vị cung trang Mỹ phụ nhân chậm rãi đi vào, trên mặt mang theo ý cười. Nàng thân ảnh rất mơ hồ, giống như là từ mặt khác cái thế giới đi tới, đạo hạnh không biết sâu bao nhiêu. Tông chủ. Trong điện các đệ tử cùng trưởng lão cũng cùng nhau chào nói. Nàng lời này hiển nhiên là nói với Cố Trường Ca. Chương 83, bộ dạng này túi da rất có lừa gạt tính, vị hôn thê tới, năm, cầu đặt mua. Cố Trường Ca hít mắt, nhưng rất nhanh cũng khôi phục như thường. Người tới chính là Tử Cực Đan Tông Tông chủ, Tử Nghiên Tông chủ, lấy nữ tử chi thân chấp trưởng lớn như vậy Tử Cực Đan Tông, thậm chí nói tại thượng giới đều là cực âm nổi danh, thủ đoạn rất kinh người. Mặc dù nhìn niên kỷ không coi là quá lớn, nhưng kỳ thật bất quá là lúc tuổi còn trẻ có thuật trú nhang chân thực niên kỹ là cố trường ca tổ tông kia một đời cũng không có vấn đề gì hắn kỳ thật tới thời điểm liền cân nhắc nhường lâm thu hàng bái người này là sư bây giờ tự mình đưa tới cửa ngược lại là tỉnh hắn một phen công phu trường ca thiếu chủ thật sự là có lòng đưa tốt như vậy người kế tục đến ta tử cực đang tông đến thật sự là giải quyết ta tông khẩn cấp tử nghiên tông chủ đi vào cung điện đến cười ha hả nói thanh âm rất ôn nhu đạo hạnh càng là thâm bất khả trắc nàng ánh mắt xuống trên người cố trường ca, tự hồ muốn đem hắn xem thấu. Đối với thượng giới trái tinh đồn này không ít cố gia trí tôn trẻ tuổi, nàng một mực có hiểu biết, tính tình lạnh lùng vô tình, một lòng tu luyện. Mười mấy năm trước trường sinh cố gia phát sinh đại sự, thượng giới tất cả lớn đạo thống đều có chỗ phát giác, mặc dù bị rất nhanh giấu giếm xuống tới, nhưng là nàng cũng nghe đến không ít thuyết pháp. Nghe nói chính là trước mắt vị này người trẻ tuổi đưa tới. Tự nhiên tiền bối nói đùa, vãn bối chẳng qua là mượn hoa hiến Phật thôi, tử cực đan tông bây giờ cũng chính là thu hàng chỗ đi tốt nhất cố trường ca thần sắc tự nhiên nói nghe nói như thế tử nghiên tông chủ từ chối cho ý kiến cười một tiếng nghe đồn là thật là giả nàng không biết nhưng nàng nhìn ra được người trẻ tuổi trước mắt này rất có tâm cơ thủ đoạn bất phàm trừ cái đó ra tu vi cũng là cực kỳ cao thâm bây giờ đi lại bên ngoài thế hệ trẻ tuổi chỉ sợ tìm không thấy mấy cái có thể không một cùng hắn đánh đồng tuấn tú thần nhã ôn nhuận như ngọc đó là cái nhân vật không đơn giản đây là ta tử cực đan tông tử cực lệnh, bên ngoài có thế tùy ý điều khiển ta tử cực đan tông đan sư là trường ca thiếu chủ sử dụng. Cho dù là ta tử cực đan tông các vị trưởng lão phong chủ, trường ca thiếu chủ cũng có thể bằng vào cái này mai tử cực làm cho hiệu lệnh, chỉ bất quá chỉ có một lần cơ hội thôi. Trường ca thiếu chủ đem tiểu cô nương đưa đến ta tông, nhân tình này, ta tử cực đan tông tự nhiên khắc trong tâm khảm. Ngay lập tức, tử nhiên tông chủ nói, trong tay bỗng nhiên thêm ra một vật tới. Đây là một cái điêu khắc đang đạo đường vân lệnh bài, không biết dùng loại nào tiên kim rèn đúc, rất là xưa cũ. Thật to tử cực hai chữ có vẻ cực kỳ dễ thấy. Tông chủ. Đại điện bên trong tất cả trưởng lão không khỏi cùng nhau biến sắc, không nghĩ tới tông chủ sẽ đem trọng yếu như vậy tử cực lệnh, tặng cho cố trường ca. Điều này đại biểu cái gì? Đơn giản không cần nói cũng biết. Thậm chí đối với ngoại giới rất nhiều thế lực tới nói, tử cực đang tông vật này liền như là gặp tử cực đang tông tông chủ đích thân tới. Cố trường ca coi như thân là cố gia thiếu chủ, là bọn hắn đưa tới Lâm Thu Hàng như thế mầm mống tốt, đối tử cực đang tông có đại nhân tình. Nhưng là cũng không đáng đến bọn hắn làm như vậy a. À. A, à, phản bối liền lại mà vô lễ. Trong thấy vật này, cố trường ca tự nhiên sẽ không cự tuyệt, tử cực làm cho đại biểu cho cái gì, hắn vô cùng rõ ràng. Không chút khách khí nói, chỉ cần tại thượng giới đang đạo lĩnh vực, tử cực làm cho đều có thể hiệu lệnh đại đa số đan sư, ẩn chứa đáng sợ năng lực. Thứ đồ tốt này, tử nghiên tông chủ vậy mà lại trực tiếp cho hắn, ngược lại để hắn có chút ngoài ý muốn tuân theo chỗ tốt không cần thì phí nguyên tắc, cố trường ca tự nhiên đến nhận. Về sau cần đang dược cái gì, trực tiếp cầm tử cực làm cho đi tìm tử cực đang tông đan sư là được rồi, thậm chí ngay cả vật liệu đều không cần chuẩn bị. Như cái gì tụ thần đan, hóa linh đan, bách tán đan toàn diện đến một đống. Mà lại cố trường ca cũng biết, tử nghiên tông chủ nói bóng gió chính là, một cái tử cực lệnh, nhưng hắn đem lâm thu hàng bán cho bọn hắn tử cực đang tông. Nghĩ tới đây, thần sắc hắn có chút ý vị sâu xa. Hảo hảo oan đại đầu không thích đáng, nhất định phải suy nghĩ những thứ này không có ích lợi gì. Hắn đã có dũng khí đem Lâm Thu Hàng đưa đến nơi này đến, tự nhiên là không sợ nàng phản bội chính mình. Thu Hàng, đây là tử cực đang tông tông chủ, về sau nàng chính là ngư sư tôn, hảo hảo cùng nàng học luyện đan. Sau đó, cố trường ca cười, sờ lên Lâm Thu Hàng tóc, không chút nào đề cập đem Lâm Thu Hàng giao cho tử cực đang tông sự tình. Mặt khác, tử cực làm cho đến trong tay hắn, còn muốn trở về sao? Suy nghĩ nhiều quá. Hảo hảo oan đại đầu không thích đáng, trả lại cho mình chỉ toàn đưa chút chỗ tốt. Hắn ngược lại là muốn cho cái này tử nghiên tông chủ phát trương thể người tốt. Từng ân, công tử yên tâm đi. Ta nhất định không cô phụ công tử kỳ vọng. Lâm Thu Hàng Nhu Thuận nói, bởi vì cố trường ca thân mật cử động có chút sắc mặt nóng lên. Gặp cố trường ca giả bộ như không hiểu chính mình ý tứ bộ dạng. Tử nghiên tông chủ thần sắc có chút cứng đờ, có chút ra ngoài ý định, nhưng rất nhanh cũng khôi phục tự nhiên. Nhưng là, loại này bánh bao thịt đánh chó cảm giác, là chuyện gì xảy ra? trong nội tâm nàng bỗng nhiên có chút mơ hồ hối hận vì cái gì tự mình sẽ cảm thấy cố trường ca sẽ là người tốt quả nhiên bộ dạng này túi da rất có lừa gạt tính ngay cả nàng đều vô ý thức cảm thấy cố trường ca không phải là cái gì người xấu bất quá tự nhiên tông chủ cũng tin tưởng đem lâm thu hàng giữ ở bên người dốc lòng dạy bảo chỉ cần dần dần nàng tự nhiên sẽ đối tông môn sinh ra tình cảm cố trường ca dự định nhường tử cực đang tông giúp hắn bồi dưỡng người dự định tự nhiên đến thất bại ngươi gọi thu hàng đúng không từ nay về sau ta liền nói sư phụ của ngươi. Sau đó, tử nghiên tông chủ đối lâm thu hàng ôn hòa nói, cái này đơn thuần tiểu cô nương nàng rất ưa thích, thậm chí có coi nàng là làm tương lai tông chủ bồi dưỡng dự định. Có được khủng bố như vậy thiên phú, về sau tại đăng đạo đạt thành tựu cao vượt qua nàng, cũng không phải không thể nào. Thu hàng gặp qua sư phụ. Lâm thu hàng cũng rất là khéo léo chào, đối cái này vừa đến đã đối công tử tặng đồ sư tôn, cũng rất có hảo cảm. Một chuyến xuống tới, không chỉ có đem lâm thu hàng đưa đến tử cực đan tông, trở thành tông chủ đệ tử, tự mình còn chiếm được tử cực đang tông ân tình, cộng thêm một cái tử cực lệnh. Ngay tiếp theo khí vận điểm cũng tăng lên 500 điểm. Cố trường ca cảm thấy mình không có ủng phí tới. Tử cực đang tông ngoài sơn môn, cố trường ca thân ảnh xuất hiện, bị mấy vị trưởng lão đưa đến nơi này. Thiếu chủ. A đại, minh lão các loại tâm phúc nói. Chư vị trưởng lão liền đưa đến nơi này, thu hàng giao cho các ngươi, ta cũng yên tâm. Cố trường ca quay đầu, mang trên mặt nụ cười nhàn nhạt nói trường ca thiếu chủ chuyện này, ngày hôm nay ân tình, ta tử cực đan tông sẽ một mực ghi khắc. Mấy vị trưởng lão mang trên mặt ý cười chắp tay nói, trong lòng lại không nhịn được nghĩ mắt trợn trắng. Vị này cố gia thiếu chủ, nhìn xem một bộ ôn nhuận trích tiên nhân bộ dáng, kỳ thực tâm đen vô cùng, theo tử cực đan tông cầm khối tử cực làm cho mà không cái gì biểu thị, ngay cả sắc mặt cũng không thay đổi một chút. Công chủ lúc ấy kia kinh ngạc mà không tốt thu hồi biểu lộ, bọn hắn còn nhớ đến rõ rõ ràng ràng. Thu hàng A, ngươi cùng cố gia thiếu chủ đến cùng là thế nào gặp phải? Cố trường ca rời đi về sau, tự nhiên tông chủ một bên nói với Lâm Thu Hàng một chút tử cực đang tông quy cũ, một bên lại nhìn không được hiếu kỳ. Cố trường ca đến cùng là từ đâu đem đơn thuần như vậy Lâm Thu Hàng tìm đến. Xem ra Lâm Thu Hàng hoàn toàn là bị cố trường ca mơ mơ màng màng mà không biết. Thuần túy chính là bị cố trường ca bán đi, kết quả nàng còn tại vui tươi hớn hở giúp cố trường ca kiếm tiền. Cái này khiến nàng nhịn không được đối với mình tên đồ đệ này có chút lo lắng. Xem ra cũng không giống là rất ngu ngốc bộ dạng. Sư phụ nói công tử sao? Lúc trước ta lần thứ nhất nhìn thấy công tử thời điểm, là tại thiên thanh giới Trung Châu Lâm Gia, cũng chính là ta gia tộc. Nhất lên lúc trước nhận biết cố trường ca tràn cảnh, Lâm Thu Hàng thế nhưng là nhớ kỹ rất rõ ràng. Hắn cao cao tại thượng, giống như là tuổi trẻ thần chi một dạng có một tầng mông lung quang hoàng, ngồi ngay ngắn thủ vị, thần sắc hững hờ, nhìn xuống hết thảy. Mà tự mình tại phía ngoài đoàn người mặc vụn trộn dò xét hắn. Nghe đến mấy câu này, tự nhiên tông chủ có chút bó tay rồi. Nàng sống thật lâu, liếc mắt liền nhìn ra những thứ này đơn giản thủ đoạn tới. Cái này cố trường ca quả nhiên không phải người tốt lành gì, chỉ là tùy tiện một điểm thủ đoạn, liền để Lâm Thu hàng luân hãm. Xem ra nàng về sau đến nhắc nhở điểm Lâm Thu hàng, nhưng nàng rời xa cố trường ca, nhận rõ hắn chân diện mục. Từ Đông Thắng Thiên Tử Cực đang tông một đường về tới cố gia. Đây đã là ba ngày sau đó. Hết thảy gió êm sóng lặng. Trong cung điện, cố trường ca khoanh chân mà làm, áo trắng xuất trần, sợi tóc ống ánh, từng chiếc như tiên thạch mặt ngọc lộ ra siêu nhiên vật ngoại chi ý giờ khắc này hắn khuôn mặt vô cùng bình tĩnh mắt sắc thâm thúy như vũ trụ mênh mông ở trong đang có rất nhiều màu đen phù văn đang lưu chuyển trong lòng bàn tay một ngụm màu đen nhánh đại đạo bảo bình hóa thành lớn chừng bàn tay có màu đen thần quang đang tràn ngập ở trên chìm xuống phù luyện chế một ngụm độ bình mana trọn vẹn hao tốn ta nhiều ngày như vậy cố trường ca lẩm bẩm rất nhanh từ này cái trạng thái bên trong rời khỏi con ngươi bên trong hào quang màu đen nhánh lóe lên 427 màu đen nhánh đại đạo bảo bình, chìm nổi bên trong không có vào ánh mắt hắn bên trong, rất nhanh biến mất không thấy gì nữa. Thuộc tính giao diện. Cố Trường Ca ở trong lòng kêu một tiếng. Chủ nhân, Cố Trường Ca. Quan hoàng, thiên mệnh nhân vật phản diện. Binh khí, Bác Hoang Ma Kích. Thân phận, Đạo Thiên Tiên Cung chân truyền đệ tử, Trường Sinh Cố gia thiếu chủ. Thể chất huyết mạch, Ma Tâm Đạo cốt. Tu vi, Phong Vương cảnh sơ kỳ. Công pháp thần thông Đạo Thiên Tiên Điển, tầng thứ 8 tiến độ 30%, vạn hóa ma thân, thiên phú, tiên thiên thần chi niệm, thiên phú, hư không chi lực, thiên phú, thông tiên ma công, vô trung tiên quyết. Thiên mệnh giá trị, 1.000. Khí vận điểm, 1.500 điểm, màu đen. Hệ thống thương thành, đã khai phóng. Nhà kho, không trọn vẹn 1 phần 3 thế giới hạt giống đến 3, có thể hợp thành, khí vận cướp đoạt phiếu đến 3. Nhìn lấy mình hiện nay thiên mệnh giá trị, cố trường ca một trận trầm ngâm, bắt đầu ở hệ thống trong thương thành tìm tòi đem khí vận điểm cùng một chỗ đổi, đại khái có thế có hơn một vạn sáu ngàn thiên mệnh giá trị, rất nhiều thương phẩm đều có thể đổi. Đại đạo chi cốt tuy tốt, nhưng là cuối cùng không phải chính hắn, bây giờ ma tâm đã đã dung nạp đại đạo chi cốt thiên phú thần thông, tác dụng kỳ thật cũng không lớn. Đương nhiên, hắn trước tiên cần phải nhìn một chút hệ thống trong thương thành có cái gì tốt đồ vật, trước đó làm tốt về sau kế hoạch làm chuẩn bị. Bây giờ hắn cũng không có trở về đạo thiên tiên cung, cũng là tính toán đợi diễm cơ tin tức, muốn biết bây giờ cố tiên nhi động tĩnh, tốt tiến hành một phen bố trí. Rất nhanh, cố trường ca chú ý tới mấy kiện đồ vật, trong mắt hơi hiếp. Kể từ đó, cũng là nhiều càng nhiều khả thi. Khóe miệng của hắn lộ ra ý vị sâu xa chi ý. Cố tiên nhi coi như sau lưng bối cảnh mạnh hơn, hắn cũng có hay không cái gọi là, hết thảy cũng tại trong khống chế. Mà giờ khắc này, cung điện bên ngoài, bỗng nhiên truyền đến hạ nhân bẩm báo thanh âm, nhưng cố trường ca có một chút một quái lạ. Thiếu chủ, gia chủ nhường ngài đi chủ điện thấy một lần, vô song tiên triều hoàng chủ mang theo tứ công chúa tới gặp, bây giờ ngay tại trong điện. Cố trường ca hơi sững sờ, sau đó có chút cười khẽ. Tự mình cái kia vị hôn thê, tới. Chương 84, đây cũng không phải là từ hôn lưu, có phải hay không nhớ lầm cái gì, một, cầu đặt mua. Cố trường ca đứng dậy, hướng đi ra ngoài điện. Đồng thời trong đầu hồi ức có liên quan ký ức. Nguyệt Minh không, vô song tiên triều tứ công chúa. Thuở nhỏ cùng mình định ra hôn ước, bất luận là dung nhan, bề ngoài, cũng hoặc bối cảnh, cũng cùng mình cực kỳ xứng, chỉ bất quá dựa theo trí nhớ trước kia tới nói, tự mình đối nàng cũng không có hảo cảm, cũng không ác ý, thuần túy là xem như công cụ người đối đãi. Đoạn trước thời gian, hệ thống đề cập mới khí vận chi nữ xuất hiện, nhưng sau đó liền cũng không cái gì tin tức. Cố trường ca suy nghĩ không ít, đem bên cạnh mình tất cả mọi người suy tính một lần. Thậm chí ngay cả trong tộc không ít đường tỷ, đường muội cũng tra xét một lần, cũng không phát hiện có vấn đề gì. Nàng nhóm khí vận điểm, cũng không cao lắm, chí ít so với Lâm Thu Hàng, Tô Thanh Ca đám người tới nói, muốn thấp không ít. Cho nên cuối cùng, Cố Trường Ca tại cái này vị hôn thê trên thân để ý. Chỉ bất quá đây cũng là suy đoán mà thôi, không có chân chính thấy được nàng, Cố Trường Ca cũng không chừng. Dù sao mình lại không làm từ hôn sự tình, ấn đạo lý không có như thế cẩu huyết. Có thể hay không thuần túy chính là đến cho tự mình đưa ấm áp đưa lão bà. Chắc hẳn sẽ không như vậy như thường. Chính yếu nhất chính là, cố trường ca để cho người ta đi tìm hiểu chính mình cái này vị hôn thê có liên quan tin tức. Kết quả đạt được chính là, Nguyệt Minh không rất nhiều năm trước thủ đoạn không hiện ẩn nút, giấu tài. Thẳng đến gần nhất mới lấy thiết huyết lạnh lẽo cứng rắn thủ đoạn, nhất cử đem huynh đệ mình tỉ muội toàn diện đánh bại, trở thành đoạt được trữ đế chi vị. Nghe là cái có rất thủ đoạn nhân vật. Cố trường ca trên mặt bất động thanh sắc, trong lòng các loại ý niệm cuồn cuộn. Cùng đi thấy mình cái này vị hôn thê thời điểm, nhìn một chút nàng khí vận điểm liền biết. Bất quá làm vô song hoàng triều công chúa, trước đó không giống tự mình dạng này đắc tội khí vận chi nữ, khí vận điểm hẳn là sẽ rất cao. Nghĩ tới đây, cố trường ca ngược lại không quan trọng, dựa theo trường sinh cố gia cùng vô song tiên triều tại thượng giới uy thế tới nói, hôn ước này cũng không tồn tại vấn đề gì. Nói cách khác hôm nay chính là đi gặp tương lai mình thê tử. Nhưng nếu thật là khí vận chi nữ, nàng sẽ đi đâu một loại sáo lộ. Rộng rãi xưa cũ, thần quan ẩn hiện đại điện bên trong. Cố gia đương đại gia chủ cố lâm thiên trên mặt mang theo tiếu dung, đang cùng trước mắt đế bào ai hùng nam tử trò chuyện đế bào oai hùng nam tử trên thân đế bi lưu chuyển khí tức hào hùng mà mênh mông đứng ở nơi đó liền phản phất một mảnh thâm thúy vũ trụ đang diễn hóa rất nhiều đáng sợ cảnh tượng chính là bây giờ vô song tiên triều hoàng chủ nguyệt hoàng chỉ bất quá lần này tới cố gia chỉ là hắn một đường pháp thân thôi chân thân cần tọa trấn tiên thành không cách nào bước ra rời đi nguyệt hoàng cùng cố lâm thiên lúc tuổi còn trẻ từng là hảo hữu hai người hậu đại định ra hôn ước cũng có như thế một mối liên hệ tại bây giờ nguyệt minh không tức thì bị định vì trữ đế quyền thế tại toàn bộ vô song tiên triều tới nói, đều vô cùng kinh khủng. Tuổi còn nhỏ liền chấp chưởng đại quyền, đến mức tại thượng giới, rất nhiều nhân vật thế hệ trước đều khó mà coi nhẹ nàng. Nữ đế chi tư lưu truyền tất cả thiên, dẫn phát rất lớn manh động. Chớ nói chi là nàng bản thân dung nhan liền cực cao, bây giờ niên kỷ liền đã đột phá phong hầu cảnh, chí ít mặt ngoài hiển lộ là như thế. Giờ phút này đại điện bên trong, không ít tộc lão cùng người trẻ tuổi, cũng đang len lén dò xét phía trước cái kia tuyệt mỹ nữ tử. Tiên nhan như vẻ, thanh loa búi tóc, đẹp đến mức kinh tâm động phách lông mày như dài nhỏ lá liễu một đôi mắt phượng trầm tĩnh lộ ra thâm thúy mũi ngọc xinh đẹp môi anh đào như nở rộ nhụy hoa mặc như phù dung lại dẫn ung hoa cao quý da trắng kiều nộn như mảnh sứ tư thái cao gầy thon dài chưa mặc rộng rãi đế bào mà là một bộ màu xám lồng tơ váy dài quan hoa chảy xuôi khí chất xuất trần như tiên lại lộ ra làm người sợ hãi uy nghiêm nữ tử này đứng ở nơi đó khuôn mặt vẫn bình tĩnh nhưng lại có nhiều người đồng lứa không tự giác e ngại uy nghiêm đế bi sơ hiện không ít tộc lão ở trong lòng cảm thán như thế dạng này nữ tử cùng cố gia thông gia chỉ sợ đến lúc đó sẽ dẫn phát không ít thế lực cùng đạo thống kiên kỵ vô song tiên triều trữ đế trường sinh cố gia thiếu chủ bất kể là ai tương lai đều là chấp chưởng đáng sợ nhân vật quyền thế nhất định đứng tại thượng giới đỉnh phong nhất kể từ đó chẳng phải là mang ý nghĩa vô song tiên triều muốn cùng trường sinh cố gia đi cùng một chỗ đối với ngoại giới tới nói đây cũng không phải là một cái tốt tín hiệu từ xưa đến nay rất nhiều vô thượng đạo thống bất hủ đại giáo ở giữa ngược lại là thường xuyên thông gia nhưng lại chưa từng có giống hôm nay cái này là tương lai người nối nghiệp ở giữa thông gia dạng này tạo thành oanh động quá kinh người bất quá rất nhiều thế lực cũng không thể nói cái gì dù sao trước lúc này cố trường ca cùng nguyệt minh không định ra hôn ước thời điểm bọn hắn cũng còn không bị định ra người nối nghiệp thân phận huống chi đây là chính bọn hắn tranh đoạt tới mà không phải một trận âm mưu lúc này cũng không thể áp bách hai phe thế lực hủy bỏ hôn ước bọn hắn cũng không dám cũng không có cái này năng lực đại điện bên trong tất cả mọi người mang theo tâm tư khác nhau đối đãi trận này thông gia sẽ tạo thành như thế nào kết quả mà nguyệt minh không giờ phút này nổi lòng tại có chút phát tán nàng thần sắc nhìn như rất bình tĩnh nhưng trong lòng không phải vậy trước mắt cái này vô cùng quen thuộc điện nàng đã tới qua rất nhiều lần những thứ này quen thuộc cố gia gương mặt không ít người nàng còn có thể gọi tên tới kiếp trước cha ruột đối nàng trách móc nặng nề nghiêm khắc ngược lại là tại cố lâm thiên bá phụ nơi này nàng đạt được không ít yêu mến. Cho nên nàng có việc vô sự, luôn yêu tiếp chạy đến cố gia tới. Cố trường ca đối đãi nàng thái độ rất lạnh lùng, nhưng là cha mẹ của hắn đối đãi nàng rất tốt, giống như là đối đãi thân nữ nhi đồng dạng. Cái này khiến Nguyệt Minh không trong lòng rất cảm động, đáng tiếc cuối cùng bọn hắn cũng bị cố trường ca tổn thương thấu tâm, cũng không có kết quả tốt. Cố Lâm Thiên tu luyện đột phá thời khắc, bất hạnh gặp tâm ma phản vệ, đạo quả vỡ tan, tu vi tẩn tán bảo trụ tàn mệnh. Hắn tự hỏi cả một đời không hổ bất luận kẻ nào, lại thẹn với tự mình một mạch khác tộc nhân, thẹn với năm đó tiểu nữ hài kia. Cái tâm ma này, chưa từng có tiêu tán qua, ngược lại theo tu vi càng ngày càng sâu, mà không ngừng tăng lên. Liền ngay cả cố mẫu cũng là như thế, cuối cùng buồn bực thành tật, dược thạch không y. Nguyệt Minh không nghĩ tới đây, trong lòng liền từng đợt khó chịu tự trách, đời trước không thể ngăn cản những thứ này, nhưng cả đời này nàng nhất định có thế. Cố trường ca đứa con bất hiếu này. Không chỉ có tổn thương nàng sâu như vậy, liên đối lấy tổn thương cha mẹ của hắn thân nhân cũng như thế. Nguyệt Minh không rất nhanh từ trong hồi ức lấy lại tinh thần. Mà giờ khắc này, ngoài điện cũng truyền tới xuống người thông bẩm âm thanh. Thiếu chủ đến. Nguyệt Minh không nghe được thanh âm, trong mắt có phức tạp chi ý hiện lên, rất nhanh lại biến mất không thấy. Nàng không muốn nhất nhìn thấy, nhưng lại muốn đi gặp nhất người kia, hắn rút cục tới. Nàng chậm rãi xoay người sang chỗ khác. Ánh mắt cũng có một nháy mắt lắc thần. Ngoài điện đi tới nam tử một thân đơn giản sạch sẽ áo trắng, tuấn tú thần nhã, Ôm nhuận như ngọc, sợi tóc từng chiếc trong suốt như cùng mặt ngọc, tiên cốt đạo vận, toàn thân tự nhiên. Phụ thân, bá phụ. Cố Trường Ca đầu tiên là đối trên điện hai người đi lễ, lúc này mới nhìn mình cái này vị hôn thê. Tuy nói trong trí nhớ gặp qua rất nhiều lần, nhưng lần thứ nhất thân cách nhìn thấy, mới phát hiện hoàn toàn chính xác đẹp kinh người. Cái gì gọi là không tỳ vết tiên nhan, khuynh quốc khuynh thành, trước mắt gương mặt này chính là. Dù sao bất luận cái gì hình dung nữ tử mỹ mạo từ ngữ phóng ở trên người nàng đi, cũng sẽ không có bất kỳ vấn đề mà lại trọng yếu nhất chính là khí chất. Loại kia cao cao tại thượng đế uy, trong lúc lơ đảng hiển lộ, đây cũng không phải bình thường người có khả năng có khí độ. Đồng thời, hắn dùng hệ thống xem xét lên Nguyệt Minh không khí vận điểm. Xem xét, cố Trường Ca liền có chút ngây ngẩn cả người. Trường Ca, Minh Không, các ngươi đều là người trẻ tuổi, hảo hảo tâm sự a, Minh Không thật vất vả đến cố gia một chuyến, ngươi liền mang nàng phụ cận đi dạo, ta cố gia nhiều như vậy tú mỹ bao la hùng vĩ chi địa đều tốt đi một chút nhìn một chút. Mà giờ khắc này, Cố Lâm Thiên nói với Cố Trường Ca, cảm thấy đây là rút ngắn hai người bọn họ quan hệ cơ hội tốt. Nguyệt Hoàng cũng là gật đầu nói, "Minh Không, ta và ngươi Cố Bá Bá muốn thương nghị sự tình, ngươi liền cùng Trường Ca hiền chất, cùng đi đi thôi, trước kia lúc ngươi tới, mỗi lần không cũng thật cao hứng sao? Hôm nay đây là có chuyện gì?" Nghe nói như thế, Nguyệt Minh Không cũng từ lắc thần chi bên trong lấy lại tinh thần, nói, "Phụ hoàng, Minh Không biết." Nàng thần sắc còn có chút hoảng hốt. Làm sao cùng nàng kiếp trước thấy có chút không quá một dạng. Nhớ đến lúc ấy Cố Trường Ca tiến đến thời điểm, thế nhưng là một thân Huyền Y, một bộ lạnh lùng đến thực chất bên trong thần sắc, cũng không có nhìn qua nàng liếc mắt. Hôm nay loại này bộ dáng, mặc dù vẫn là quen thuộc gương mặt kia, lại hoàn toàn tựa như là biến thành người khác đồng dạng. Nguyệt Minh không cảm giác chính mình có phải hay không nhớ lầm cái gì rồi. Minh không, chúng ta ra ngoài nói chuyện. Mà giờ khắc này, Cố Trường Ca cũng mở miệng, thanh âm tự nhiên, bất quá thần sắc bên trong lại có một tia quá dị. Ừm. Nguyệt Minh không gật gật đầu, cùng sau lưng hắn rời đi đại điện. Nàng hiện tại đầu óc rất loạn. Luôn cảm giác là là ở chỗ nào, vì cái gì hắn sẽ như thế gọi mình Minh không, đời trước cũng không nghe hắn đã nói như vậy mấy lần. Mà lại loại này tự nhiên thần sắc, ngược lại không giống như là tận lực ngụy trang. Nguyệt Minh không cảm giác sự tình có chút nằm ngoài dự liệu của nàng. Trọng sinh đến nay, bỏ mặt là chuyện gì, nàng đều tại đêm khống bên trong, chưa hề phạm sai lầm, dựa vào cảm giác tiên tri, Đem mỗi một bước cũng đi tới thiên y vô phùng tình trạng. Nhưng vì cái gì vừa thấy được cố trường ca, lại không được. Vẫn là nói hắn cùng mình, cũng là trọng sinh, bây giờ cái bộ dáng này, bất quá là nghĩ lừa gạt mình thôi. Hay là bởi vì chính mình trọng sinh, ở trên người hắn hơi xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Nguyệt Minh không cũng không biết mình bây giờ là tâm tư gì. Bất quá nàng đối cố trường ca cảm giác vẫn không thay đổi. Hắn vẫn là cái kia hắn, bảo mặt là khí tức, vẫn là loại kia nguyên vẹn không thèm để ý thái độ. Cái này biến không được biến bất quá là vừa rồi hắn đối với mình, Vương Triệu, lạnh lùng thái độ. Rất nhanh, một đường không nói chuyện. Hai người tựa như một đôi bích nhân, sóng vai đi vào một ngọn núi, nơi này tiên vụ lượng lờ, cảnh sắc tú mỹ, bao la hùng vĩ dị thường. Nguyệt Minh không nhìn xem ngay tại bên cạnh mình cố trường ca, không biết muốn nói cái gì. Ở kiếp trước hai người rất ít giống như vậy sóng vai mà đi, liền xem như có, cũng bất quá là ở trước mặt người ngoài làm dáng một chút. Coi như cố trường ca hiện tại đối với mình thái độ có chỗ chuyển biến tốt đẹp, cũng không thể cải biến ở kiếp trước hắn mang đến cho mình nhiều như vậy thống khổ. Nguyệt Minh không ở trong lòng như thế cho mình nói. Ánh mắt của nàng rất nhanh cũng tỉnh táo lại, khuôn mặt bình tĩnh mà thâm thúy, nhìn chầm chầm phía dưới rất nhiều thần đảo tiên sơn, rất nhiều tiên cầm thủy thú. Cũng không nói chuyện, hiển nhiên tâm sự nặng nề. Ta vừa rồi kém chút cho là ngươi sẽ đến từ hôn. Lúc này, cố trường ca mở miệng, tùy ý cười, phá vỡ giữa hai người trầm tĩnh. Tử sắc khí vận bay cái này tại xích chanh hoàng lục thanh lam tử bên trong đại biểu cái gì? Cao quý không tả nổi, không cách nào nói nói. Mà lại khí vận điểm số ngạch cao đạt 8.000, về phần phía sau số lẻ, cố trường ca không có nhìn kỹ. Khổng lồ như vậy khí vận điểm, cũng là cố trường ca vừa rồi sửng sốt nguyên nhân. Cái này hoàn toàn là hiển nhiên máy rút tiền A. À. Mà nghe được cố trường ca lời này, Nguyệt Minh không có chút sửng sốt, sau đó con ngươi có chút co rụt lại. Nàng không có suy nghĩ qua loại chuyện này, bởi vì không thực tế thế nhưng là vì cái gì cố trường ca muốn nói như vậy? Hắn là là ám chỉ tự mình, hắn kỳ thật biết mình là trọng sinh. Chương 85, khó nói hắn cũng là trọng sinh trở về, Nguyệt Minh không trải qua hình ảnh, hai, cầu đặt mua. Nguyệt Minh không cũng không phải bình thường người, trong lòng các loại ý niệm nhanh chóng lướt qua, trên mặt cũng rất nhanh khôi phục tự nhiên. Tuyệt mỹ không tì vết trên mặt, cũng không lộ ra gì thường tới. Trường ca, ngươi vì sao lại nói như vậy? Muốn hủy hôn không phải cũng là ngươi lui ta cứ sao? dù sao ngươi cũng một mực chán ghét ta. Nàng nghiêng đầu một chút, nhìn về phía cố trường ca, thần sắc có chút dáng vẻ ủy khuất. Đó là cái hoạt bát động tác khả ái, ở trên người nàng càng nhiều loại này không một dạng mị lực. Dù sao vốn nên là chấp trưởng tiên triều nữ đế, mang theo cao cao tại thượng, nhìn xuống hết thảy lạnh lùng đế bi. Ai có thể nghĩ tới nàng sẽ lộ ra vẻ mặt này. Cố trường ca tự hồ cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, tiếu dung tự nhiên tùy ý nói, cái này tự nhiên là ta thuận miệng nói, minh không ngươi làm gì coi là thật ta cho là ngươi đáng ghét hơn ta. Nguyệt Minh không cúi đầu xuống, thanh âm có chút xa xúc. Nàng tại hết sức duy trì tự mình trước kia tại cố trường ca trước mặt bộ dáng. Trước kia tại cố trường ca bên người, nàng luôn luôn làm như thế, nghĩ lấy hắn ưa thích. Không trải qua đến chỉ là cố trường ca lạnh lùng không nhìn. Nhưng vì không cho hắn nhìn ra quá nhiều tự mình cùng trước kia dị thường đến, Nguyệt Minh không cũng không có tận lực thay đổi gì. Vẫn là một bộ cùng trước kia cố trường ca chung đụng bộ dáng. Hèn mọn, cẩn thận từng ly từng tí, yêu hắn thấp đến bụi bặm bên trong mà lại giờ phút này nàng đã cảm giác cố trường ca rất có thể cũng hẳn là cùng nàng cũng là từ tương lai trọng sinh trở về không phải vậy sẽ không như thế nói đến thăm dò nàng cho nên nguyệt minh không càng thêm cẩn thận từng ly từng tí bởi vì nàng biết mình cái này tương lai phu quân thủ đoạn đến cùng khủng bố đến mức nào tự mình không có nắm chắc trước đó tuyệt đối không nên bị hắn phát hiện tự mình là trọng sinh trở về bằng không hậu quả thiết tưởng không chịu nổi kiếp trước hắn liền có thể giết chết tự mình một lần Lần này chắc hẳn thủ đoạn của hắn lại càng nhiều. Nghĩ tới đây, Nguyệt Minh không trong lòng lại là trận khổ sở, bất quá vẫn là nhanh chóng thu liễm tâm tình, để cho mình lạnh xuống tâm tới. Nàng cảm thấy mình về sau muốn càng chú ý. Dù sao nửa năm qua này nàng hành động, cùng ở kiếp trước so sánh, có thể nói hoàn toàn khác biệt. Cố Trường Ca thông minh như vậy, rất có thể đã phát hiện dị thường, cho nên mới sẽ tự hỏi mình như vậy vừa ra. Mà lại hắn bây giờ ôn hòa mô hình 877 dạng, khả năng rất lớn là giả vờ mê hoặc nàng về phần mục đích, khẳng định cũng là đang thử thăm dò chính mình. Không phải vậy giải thích thế nào, biểu hiện của hắn cùng kiếp trước hoàn toàn khác biệt. Minh Không, ta phát hiện ngươi đoạn này thời gian biến hóa tự hồ thật lớn. Mà lúc này, Nguyệt Minh không trong lòng rung lên, gặp Cố Trường Ca tự hồ có chút ý vị sâu xa nhìn về phía nàng, thần sắc có nàng nhìn không thấu cảm giác. Cái này khiến nàng không khỏi khẩn trương lên. Thật chẳng lẽ bị hắn nhìn ra cái gì tới, trọng sinh trở về là tự mình bí mật lớn nhất, là tuyệt không có khả năng bại lộ trường ca, ngươi đang nói cái gì? Ta có thế có thay đổi gì, ngược lại là ngươi, trước kia cũng sẽ không đối ta ôm nhu như vậy. Ngươi gần nhất là thế nào? Nghe vậy, Nguyệt Minh không trong mắt phượng lộ ra vừa đúng nghi hoặc đến, nhìn chầm chầm cố trường ca, tự hồ muốn đem hắn nhìn thấu đồng dạng. Lúc này, chính là so đấu diễn kỹ thời điểm. Có thể ngàn vạn không thể bị hắn nhìn ra sơ hở tới. Nguyệt Minh không trong lòng khẩn trương. Nàng phát hiện mình coi như thân là vô song tiên triều trữ đế, quyền thế ngập trời, có thể chấp trưởng vô số sinh linh sinh tử, nhưng là tại cố trường ca trước mặt, vẫn không có lo lắng. Bỏ mặt là cái gì, cũng bị hắn đè ép tại. Ta trước kia đích thật là đối ngươi. Đích thật là quá mức. Bất quá, về sau ta cũng sẽ không đối ngươi như vậy. Nghe nói như thế, cố trường ca cũng dường như tán đồng, hơi có thở dài, trên mặt hiển lộ một chút ấy nấy cùng tự trách tới. Trường ca. Trường ca ngươi nói là nói thật sao? Một màn này, nhường Nguyệt Minh không sững sờ, nghe nói như thế, càng là đôi mắt đẹp có chút trợn to, liền âm thanh cũng tại có chút phát rung. Đã hắn là trọng sinh trở về, hắn đối với hiện tại chính mình nói lời này, thật chẳng lẽ chính là đối với mình thẹn trong lòng. Nàng có chút không tin, loại này ấy nấy lời nói sẽ theo ý chí sắt đá, lạnh lùng vô tình cố trường ca miệng bên trong nói ra. Cái này khiến nàng bỗng nhiên rối rắm. Nếu như là thật, tự mình muốn hay không tha thứ hắn. Không được, không thể dễ dàng như vậy hắn. Kiếp trước hắn thương tự mình sâu như vậy, cuối cùng còn nhẫn tâm giết mình tự mình sao có thể như thế mềm yếu, bị hắn mấy câu liền loạn tâm cảnh. Cố trường ca đơn giản chính là nàng khắc tinh A. À. Không đúng. Toàn diện không đúng. Hắn lúc này tuyệt đối vẫn là đang thử thăm dò tự mình. Nghĩ tới những thứ này, Nguyệt Minh không bỗng nhiên kịp phản ứng, suốt mồ hôi lạnh cả người. Cố trường ca thủ đoạn của hắn cùng tâm cơ, vẫn là trước sau như một thâm bất khả trắc. Không cách nào nắm lấy. Nếu như lúc này tự mình lộ ra hơi dị dạng đến, tuyệt đối sẽ bị hắn phát hiện. Ngay lập tức, nguyệt minh không ngẩng đầu trong mắt đều là mừng rỡ lộ ra vô cùng cảm động bộ dáng nói trường ca ngươi nói là sự thật sao sẽ không giống trước kia lạnh lùng đối ta thật sự là quá tốt ta liền biết tự mình sớm muộn sẽ đánh động tới ngươi ta khi nào lừa qua ngươi cái này tự nhiên là thật cố trường ca trên mặt một mực mang theo nụ cười nhàn nhạt nói khinh khinh đem nguyệt minh không ôm vào trong ngực sờ lấy mái tóc của nàng hắn cảm nhận được nàng thân thể cứng đờ bất quá cũng không thèm để ý trên mặt thần sắc mang theo dị sắc sự tình xem ra cùng suy đoán của hắn không sai biệt lắm. Mà rất nhanh, Nguyệt Minh không cũng là nhắm mắt lại, tựa vào cố trường ca trong ngực. Nàng không nghĩ tới kiếp trước vô cùng hy vọng xa vời sự tình, kiếp này nhanh như vậy liền thực hiện. Mặc dù biết cái này rất có thể là cố trường ca cố ý làm ra bộ dáng, nhưng nàng cũng vẫn như cũ hy vọng có thể một mực dạng này, nhưng thời gian dừng lại tại thời khắc này. Minh không, ngươi cũng không có cái gì sự tình phải cho ta nói sao. Lúc này, cố trường ca thanh âm vang lên. Nguyệt Minh không trầm mặt, lắc đầu lúc này, nàng càng không thể hiển lộ dị thường tới. Cố trường ca cười cười, cũng không nói chuyện. Lúc này, hắn không sai biệt lắm đã làm rõ ràng Nguyệt Minh không lai lịch. Vừa rồi nàng mặc dù nghĩ cực lực ẩn tàng, nghĩ ở trước mặt hắn giả bộ một bộ cùng lúc trước một dạng bộ dáng tới. Nhưng khí chất cùng uy nghiêm cái gì, là căn bản ẩn tàng không ngừng. Mặt khác chính là còn có mấy chỗ nhỏ sơ hở, cũng tỉ như trước đó hỏi thăm nàng vì cái gì cùng trước đó không một dạng lúc, nàng kia rất rõ ràng kinh ngạc hốt hoảng một cái chớp mắt thần sắc vừa lúc cố trường ca nguyên thần rất cường đại, rất tốt bắt được một màn này. Đến cùng vẫn là còn non chút. Ở trước mặt mình chơi diễn kỹ. Bất quá cố trường ca vẫn có chút không rõ ràng. Vị hôn thê của mình từ tương lai trọng sinh đến bây giờ, tại sao lại thành địch nhân của mình? Đứng ở tự mình mặt đối lập đi. Tự mình từ bỏ nàng, vẫn là phản bội nàng. Hay là cái gì? Cố trường ca có chút không hiểu, hắn cũng không tới như thế phát rồ tình trạng. Mà lại hắn cũng không biết Nguyệt Minh không đến cùng trải qua cái gì, hỏi Nguyệt Minh không nàng chắc chắn sẽ không nói. Dù sao dính đến nàng bí mật lớn nhất. Mặt khác, nàng đã mà là từ tương lai trở về, chắc hẳn đối với mình thủ đoạn hiểu rất rõ, cho nên sớm đối với mình có chỗ đề phòng, sẽ không dễ dàng tín nhiệm chính mình. Nói không chừng ngay cả mình là ma công người thừa kế sự tình cũng biết. Bất quá cố trường ca cũng căn bản đoán không được, Nguyệt Minh không trải qua kia đoạn tương lai, là hắn ma tính tại chủ đạo thân thể. Cho nên hiện tại muốn làm sao xuống tay với Nguyệt Minh không, hắn cũng không nắm chắc được, liền xem như không biết nàng là trọng sinh trở về liền tốt xem biết đánh nhau hay không nhô ra cái gì tới trọng sinh trở về sáo lộ này cũng quá gian lận nhất là tại thượng giới loại địa phương này tương đương với cảm giác tiên tri có chuyện gì giấu giếm được nàng tại vô song tiên triều đánh bại một đám huynh đệ tỷ muội đoạt được trữ đế chi vị tự nhiên dễ như trở bàn tay trường ca ngươi còn muốn ông ta bao lâu lúc này nguyệt minh không tỉnh táo lại thanh âm tự hồ có chút xấu hổ nói nhưng trong lòng càng nhiều hơn chính là tức giận nàng cảm thấy cố trường ca nhưng thật ra là một mực tại tiêu khiển nàng muốn nhìn nàng trò hề mà lại nàng đã chắc chắn cố trường ca tuyệt đối cùng nàng từ tương lai trọng sinh trở về loại này không xuất phát từ thật lòng ôm ấp không có gì đáng giá lưu luyến tự nhiên muốn ôm bao lâu ôm bao lâu cố trường ca cười cười nếu biết lai lịch của nàng tự nhiên cũng yên lòng không ít mà lại hắn nhìn ra được tự mình bây giờ làm ra hết thảy nguyệt minh không kỳ thật cũng không nghĩ tới bằng không thì cũng không có dạng này kinh ngạc phản ứng nói cách khác nàng tại tương lai trải qua qua sự tình, cùng bây giờ cũng không đồng dạng. Nguyệt Minh không cũng không nghĩ tới cố trường ca sẽ nói như vậy, lúc đầu nghĩ kinh khinh tránh thoát, nhưng cũng theo hắn. Tuy nói là cựu nhân của mình, nhưng cũng là tương lai của nàng phu quân. Bất quá trên mặt nàng vẫn là đến giả bộ một bộ ngượng ngùng cùng vẻ mặt mừng rỡ, thấp giọng nói, trường ca, ngươi bây giờ vì cái gì đối ta tốt như vậy? Nàng cũng muốn biết cố trường ca còn muốn trang bao lâu? Cái gì gọi là đối ngươi tốt như vậy? Đối ngươi nhẹ nhàng một chút cứ như vậy tốt vậy ta kiếp trước đến cùng làm sao đối ngươi đợi vừa đánh vừa mắng trong lòng nghĩ như vậy cố trường ca sững sờ bất quá nghĩ đến đây cũng là nguyệt minh không thăm dò hắn vấn đề không khỏi lộ ra cười nhạt đến ngươi là tương lai của ta thê tử đối ngươi được không là hẳn là sao nghe nói như thế nguyệt minh không bỗng nhiên ngây ngẩn cả người hốc mắt ửng đỏ trong lòng một trận khổ sở tương lai thê tử kiếp trước hắn thật là đem mình làm làm tương lai thê tử sao bất quá là đem mình làm làm một cái lợi dụng công cụ thôi chỉ là dùng liền ném loại kia thậm chí tại thành thân chi dạ dẫn tâm giết chết chính mình minh không thế nào ngươi thần sắc tự hồ có chút không đúng cố trường ca có chút hơi ngạc nhiên địa đạo làm sao hảo hảo con mắt liền đỏ lên câu nói này khó nói là đâm chọc sự đau lòng của nàng chỗ một thời gian hắn cũng không biết muốn nói cái gì có chút khó làm thân thể bỗng nhiên không thoải mái thật xin lỗi minh không trước xin lỗi không tiếp được nguyệt minh không nói bỗng nhiên tránh thoát thành trường hồng rời đi. Lúc này nàng cũng tự biết lại khó giấu giếm, cố Trường Ca khẳng định đã biết nàng bí mật. Không phải vậy sẽ không nói ra lời như vậy nhục nhã nàng. Sau đó hắn khẳng định sẽ nhớ hết tất cả biện pháp đối phó chính mình. Nhìn xem Nguyệt Minh không nhanh chóng rời đi, cố Trường Ca không nhiều lời cái gì, trên mặt ý cười biến mất, một mảnh trầm tĩnh. Mà lúc này hệ thống tiếng nhắc nhở âm vang lên. Đinh, phát động khí vận chi nữ Nguyệt Minh không trọng sinh trở về nữ đế, ái chi như trần, hận thấu xương sự kiện ban bố hệ thống nhiệm vụ như sau. Nhiệm vụ 1, đánh giết khí vận chi nữ, ban thưởng khí vận điểm 5.000 điểm, thiên mệnh giá trị 2 vạn 5.000, khen thưởng thêm khác kết toán. Nhiệm vụ 2, thu phục khí vận chi nữ, ban thưởng khí vận điểm 5.000, thiên mệnh giá trị 2 vạn 5.000, khen thưởng thêm khác kết toán. Cái này lại cái gì khác nhau sao? Cố trường ca hỏi. Căn cứ lựa chọn nhiệm vụ khác biệt, có thể đạt được hệ thống khác biệt trợ giúp, khen thưởng thêm cũng khác biệt. Hệ thống hồi đáp. Lựa chọn nhiệm vụ 2 cố trường ca không có cân nhắc quá lâu, nói thẳng. Tuyển đề ép cái là không thực tế sự tình. Đinh, chủ nhân lựa chọn nhiệm vụ 2, thu hoạch được hệ thống trợ giúp, Nguyệt Minh không kinh lịch tương lai hình ảnh. Hệ thống nhắc nhở rơi xuống. Cố trường ca trước mắt một trận mơ hồ, rất nhanh cũng hiện lên hình ảnh. Đây là một tòa rộng rãi trong cung điện, đến đỏ chập chờn, Nguyệt ảnh pha tạp. Một vị nữ tử tỉnh tọa đỏ trên giường, mũ phượng thăng quàng vai, vây châu quấn thúy, xấu hổ mang e sợ. Đây là động phòng chi dạ. Cố Trường Ca thấy được tự mình đi vào, trong lòng của hắn dâng lên bất an. Để lộ đỏ đóng. Phu quân. Nữ tử ngẩng đầu, đuôi lông mày đáy mắt đều là nhu tình, sau đó bỗng nhiên ngạc nhiên, không dám tin. Phù một tiếng. Lập tức, huyết quan liền đem hình ảnh mơ hồ. Chương 86, dứt khoát vạch mặt, đêm dài đằng đẵng còn có thể làm cái gì? Ba, cầu đặt mua. Màu đen nhánh lưỡi đao, lập tức không có vào Nguyệt Minh không thân thể. Phốc một tiếng. Thuyết quang đem trước mắt hình ảnh cũng cho mơ hồ. Áo cưới cũng đỏ cũng càng thêm chói mắt. Cố trường ca nhìn thấy mảng lớn máu vọt tới trước mặt mình, đem hắn vạt áo nhuộm đỏ, cũng nhìn thấy Nguyệt Minh không một khắc cuối cùng ngạc nhiên, không hiểu, không dám lẫn nhau tin, buồn bã. Giờ phút này, hắn như cái thế ngoại người, rõ ràng chính là mình thân thể, lại không cách nào trưởng khống, càng không cách nào ngăn cản đây hết thảy, phát sinh. Rất nhanh, đoạn này vẽ, mặt cứ thế biến mất. Cố trường ca trầm mặt một lát. Sau đó, hắn than nhẹ một tiếng không trách được nguyệt minh không lúc ấy nghe được câu nói kia sẽ bỗng nhiên nhịn không được ngay cả ngụy trang cũng không ngụy trang đổi lại là hắn cũng cảm thấy lời này hoàn toàn là nhục nhã chi ý đêm tân hôn gặp yêu nhất người sát hại sau đó trọng sinh về tới lúc trước cái này xáo lộ hắn không xa lạ gì nhưng lại là phát sinh ở tự mình vị hôn thê trên thân cái này có chút khó làm mà đây chính là nguyệt minh không trước khi trùng sinh nàng trải qua sự tình động phòng chi dạ bị ta thân thủ giết chết nhưng rất hiển nhiên ta là sẽ không làm loại này phát trò chuyện có như thế cái yêu tự mình hoàng mỹ thê tử đầu óc có bệnh mới làm như vậy a à. mà lại căn cứ nguyệt minh không nàng trải qua sự tình lúc ấy ta hẳn là từ ma tính chỗ chủ đạo cũng chính là đầu kia thời gian dây trên ta cũng không có thức tỉnh hệ thống cùng trí nhớ kiếp trước rất nhanh cố trường ca cũng hiểu rõ trên ngọn núi một trận gió lạnh thổi tới sau đó hắn hóa thành thần hồng cũng rời khỏi nơi này đã nguyên nhân đã tìm được sự tình cũng là có không ít giải quyết biện pháp nói đến lại là cái này ma tính tạo thành đã lừa ta nhiều lần như vậy bất quá nói như vậy cũng không phải không có biện pháp dù sao nồi đồng dạng có thể ném cho ma tâm bất quá nguyệt minh không nàng đã trải qua một lần lần này rất hiển nhiên sẽ không lại dễ dàng như vậy tin tưởng ta ở giữa rất nhiều kinh lịch ta cũng căn bản không rõ ràng cố trường ca một bên trở về chủ điện một bên trên đường đang suy tư đối sắc đương nhiên cũng không phải không có giải quyết biện pháp dù sao theo nguyệt minh không phản ứng đến xem nàng trước đó là thật rất yêu chính mình quá bây giờ coi như không nhất định. Mà nữ nhân nếu như hận lên nam nhân đến, thế nhưng là rất điên cuồng. Hận thấu xương, cũng không phải là nói một chút mà thôi. Nguyệt Minh không lại là người trùng sinh, dựa vào cảm giác tiên tri, có thể khắp nơi chiếm hết tiên cơ, rất khó đối phó. Chớ nói chi là nàng khẳng định 10 điểm hiểu rõ chính mình. Cố Trường Ca trong lòng đánh giá xuống, mình bây giờ ưu thế lớn nhất chính là hệ thống, cùng chính hắn, ngoài ra chính là liên quan tới bản thân hắn biến số. Bởi vì bây giờ thế nhưng là từ hắn chủ đạo hết thảy, mà tính sớm bị giải quyết. Nếu như chỉ cần Nguyệt Minh không vẫn yêu lấy hắn, như vậy rất nhiều chuyện liền giải quyết dễ dàng. Đến lúc đó, không chỉ có thể thu hoạch được đại lượng hệ thống ban thưởng, còn có cái người trùng sinh thê tử, cái này hoàn toàn là máu kiếm lời không lỗ. Cũng có thể là là Nguyệt Minh không hiện tại trăm phương ngàn kế muốn giết hắn. Nguyệt Minh không cũng không biết hiện tại ta cùng lúc trước giết nàng cái kia ta, là hoàn toàn không một dạng, cho nên nàng sẽ chỉ hoài nghi ta bây giờ hành động cũng là vì lừa gạt nàng. Nàng lòng cảnh giác rất nặng, một phương diện khác, Nguyệt Minh không sở dĩ sẽ giống hôm nay dạng này, tiếp tục ở trước mặt ta ngụy trang dáng dấp ban đầu cùng tính tình, đoán chừng là gặp hành vi của ta cùng nàng trước kia kinh lịch lúc hoàn toàn khác biệt, cho nên suy đoán ta cũng là cùng nàng một dạng trọng sinh trở về. Nàng lo lắng ta nhìn ra nàng người trùng sinh thân phận, nhưng một khắc cuối cùng bởi vì câu nói kia nguyên nhân, thật sự là nhịn không được, trực tiếp đi. Cố trường ca rất nhanh liền đem đầu đuôi sự tình làm rõ. Trong đó nhất làm cho hắn cảm thấy khó giải quyết sự tình, chính là Nguyệt Minh không sẽ không lại tùy tiện tin tưởng hắn lời nói mặt hắn đủ kiểu giải thích, nói cái gì tự mình cùng nàng lúc trước giết nàng người không, nói mình lúc ấy là bởi vì ma tính chủ đạo thân thể mới có thể làm như vậy. Rất hiển nhiên, nàng chắc chắn sẽ không tin tưởng. Ngược lại sẽ càng tô càng đen, cảm thấy cố trường ca vẫn như cũ nghĩ lừa gạt nàng. Kể từ đó, nhận việc cùng nguyện làm trái với. Cho nên, cố trường ca cảm thấy cũng không cần thiết giải thích. Tốt nhất biện pháp, chính là cùng trước đó, làm bộ không biết nàng người trùng sinh thân phận. Về phần muốn làm thế nào, hắn biết rõ, hết thảy kế hoạch cũng nghĩ kỹ. Đại điện bên trong. Cố Lâm Thiên đang cùng Nguyệt Hoàng thương nghị sự tình, mang trên mặt thoải mái ý cười, hiển nhiên nói tới cao hứng, đã thấy đến Nguyệt Minh không con mắt ửng đỏ từ bên ngoài tiến đến. Tự hồ là khóc qua một dạng. Cố Lâm Thiên lúc này nhướng mày, trên mặt hiển lộ tức giận đến, hỏi, Minh không, chuyện gì xảy ra? Trường ca gia hỏa này lại ức hiếp ngươi sao? Xảy ra chuyện gì, cho bá phụ nói một câu, bá phụ thay ngươi xuất thủ giáo huấn một chút hắn. Hắn thế nhưng là biết đến, trước đó cố trường ca đối đãi nguyệt minh không vẫn luôn rất lãnh đạm không thèm để ý sẽ ức hiếp nguyệt minh không cũng rất bình thường đối với nguyệt minh không người con dâu tương lai này hắn cùng cố trường ca mẫu thân đều là rất hài lòng tự nhiên không thể gặp con trai mình khi dễ người ta mà lại bây giờ cố trường ca cũng nói trước kia là bởi vì ma tính duyên cớ dẫn đến hắn tính cách như thế nhưng bây giờ hẳn là sẽ không cho nên đây là vì cái gì minh không chuyện gì xảy ra nguyệt hoàng cũng là chú ý tới mình nữ nhi thần sắc không thích hợp không khỏi hỏi đoạn này thời gian đến nay nguyệt minh không biểu hiện hắn nhìn ở trong mắt rất là hài lòng cùng vui mừng cho nên đối nguyệt minh không cũng so trước kia quan tâm không ít nguyệt minh không thần sắc hiện tại đã khôi phục tự nhiên trên mặt tiếu dung khéo léo trang nhã lắc đầu nói bá phụ cùng phụ hoàng quá lo lắng trường ca cũng không có ức hiếp ta chỉ là ta nghĩ đến một chút sự tình trước kia có chút khổ sở có lỗi với tại bá phụ trước mặt thất thố hừ trường ca gia hỏa này thật sự là quá phận minh không ngươi cũng đừng một mực che chở hắn không phải vậy về sau thành thân về sau hắn đến một mực ức hiếp ngươi cố lâm thiên nghe lời này có chút bất đắc dĩ thở dài càng có chút hơn hận cố trường ca không tranh bộ dáng nguyệt minh không như thế hiền lành hào phóng con dâu từ chỗ nào tìm thủ đoạn thiết huyết kinh người tương lai thậm chí chấp chưởng vô song tiên triều nhưng vì một vị tuyệt thế nữ đế thượng giới thiên chi kiêu nữ như cá giết sang sông nhiều vô số kể nhưng có ai có thể cùng nàng sánh vai kết quả cố trường ca không những không trân quý còn muốn chọc giận nàng rơi lệ tức hiếp nàng đơn giản nên đánh trong ngày thường cố lâm thiên mặc dù luôn chiều cố trường ca nhưng lúc này cũng tránh không được trong lòng một trận hỏa khí hành thân về sau nguyệt minh không nghe được câu này cười cười sau đó khinh khinh lắc đầu không nhiều lời cái gì chỉ sợ từ hôm nay về sau cố trường ca trong mắt đem không thể chấp nhận nàng không phải trừ nàng cho thống khoái nàng bây giờ bí mật lớn nhất đã bị cố trường ca biết được hắn tuyệt đối sẽ không cho phép một cái biết hắn nhiều như vậy bí mật người, sống sót tại thế gian này, cho dù tự mình là vị hôn thê của hắn, cũng không được. Minh không nguyên lai là ở chỗ này, thân thể hiện tại tốt hơn nhiều sao. Lúc này, ngoài điện bỗng nhiên truyền đến cố trường ca thanh âm. Ông nhuận bên trong tựa hồ mang theo ba điểm vừa đúng quan tâm. Nguyệt Minh không thân thể hơi cứng một chút, có chút như lâm đại địch. Bất quá rất nhanh nàng lại yên tâm. Dù sao cũng là tại cố trường ca phụ thân cùng nàng phụ hoàng trước mặt, hắn coi như lại nghĩ giết tự mình, cũng không có khả năng động thủ trường ca chuyện gì xảy ra ngươi lại ức hiếp minh không còn đem nàng làm khóc lúc này cố lâm thiên long mày liền nhíu lại bắt đầu quát lớn bắt đầu cố trường ca rất có một bộ hắn không hảo hảo trả lời liền xuất thủ giáo huấn hắn một trận xu thế cố trường ca nghe nói như thế thần tình trên mặt có chút sững sờ sau đó không khỏi bật cười nói phụ thân ngươi đang nói cái gì ta làm sao lại ức hiếp minh không đâu nàng thế nhưng là tương lai của ta thê tử thương nàng cũng còn không kịp đâu làm sao lại ức hiếp nàng đâu nói hắn rất tự nhiên đi đến nguyệt minh không bên người lại rất tự nhiên dắt tay của nàng ngón tay tinh tế trắng nõn tinh tế tỉ mỉ như rất không tì vết tiên son từ đầu đến cuối nguyệt minh không cũng ở vào có chút cứng ngắc trạng thái nàng có chút không hiểu rõ cố trường ca cử động là chuẩn bị tại trước mặt hai người làm ra một bộ cùng mình rất ân ái bộ dạng dễ bị lừa gạt phụ thân của hắn sao bất quá nàng phát hiện đây là làm người hai đời đến nay cố trường ca lần thứ nhất dắt tay của nàng. Trong đầu không khỏi có chút ông một chút. Hừ, cái này còn tạm được. Cố lâm thiên thấy thế, hừ lạnh một tiếng, lúc này mới coi như thôi. Thân thể khá hơn chút nào không? Vừa rồi bỗng nhiên gặp ngươi thần sắc không thích hợp, làm sao còn khóc qua một dạng. Cố trường ca nhìn về phía có chút cứng ngắc Nguyệt Minh không, giống như là cảm giác không thấy nàng hiện tại trạng thái đồng dạng. Thanh âm ôn nhuận như ngọc, khuôn mặt tuấn tú thần nhã, nhẹ giọng hỏi. Ta rất khỏe, trường ca ngươi không cần lo lắng. Nghe được Cố Trường Ca có chút quan tâm lời nói, Nguyệt Minh không trong lòng có điểm sững sờ, nhưng trên mặt vẫn là lộ ra vừa vặn tự nhiên tiếu dung. Chí ít không thể ở trước mặt mọi người lộ ra cái gì dị thường tới. Nàng ngược lại là muốn nhìn một chút Cố Trường Ca bây giờ trong hồ lô muốn làm cái gì. Tự mình sẽ không được bị lừa rồi. Chỉ bất quá hắn hiện tại vẻ mặt này, cũng thật sự là hiếm thấy a, à, đời trước vẫn luôn là lấy lạnh lùng diện một gặp người, chưa từng hôm nay như vậy ôm nhu. Nếu như đây mới là hắn chân chính bộ dáng, thật là tốt biết bao trong nội tâm nàng có chút tự dẻo, nhưng càng nhiều là coi thường. Vô song tiên triều đương kim hoàng chủ giáng lâm, cố gia tự nhiên đến vì đó xếp đặt yến hội, trên yến tiệc ăn uống linh đình, chủ và khách đều vui vẻ, cũng là một bộ vui vẻ hòa thuận náo nhiệt chi cảnh. Cố trường ca cùng Nguyệt Minh không sống vai một thân, nhìn xứng cực kỳ, tự như một đôi thần tiên bích nhân, làm cho không ít tuổi trẻ hậu bối không ngừng hâm mộ. Đồng thời trong lòng thầm mắng cố trường ca loại này hỗn đảng căn bản không xứng với Nguyệt Minh không. Đương nhiên, cố trường ca thực lực bọn hắn còn nhớ cực kỳ rõ ràng lúc trước tất cả mọi người cộng lại cũng đánh không lại hắn bây giờ tự nhiên là lại không dám nói cái gì nhiều lắm là trong lòng oán thầm vài câu rất nhanh yến hội tán đi đám người cũng đứng dậy rời đi nguyệt minh không uống nhiều rượu sắc mặt hơi choáng giờ phút này cũng đứng dậy muốn đi hướng cố gia vì nàng an bài cung điện nghỉ ngơi lúc này cố trường ca lại giữ nàng lại thần sắc tự nhiên mang theo ý cười minh không đây là chuẩn bị đi đâu nay muộn ánh trăng tựa hồ không tệ ta cảm thấy rất thích hợp thưởng thức. Nguyệt Minh không thân thể cứng đờ. Ha ha ha, người trẻ tuổi có chút khí huyết khí thịnh a. À. Nguyệt Hoàng, Cố Lâm Thiên bọn người, thấy thế cũng không khỏi nở nụ cười, thần sắc có nhiều mập mờ, sau đó rời đi nơi này. Cố Trường Ca bộ dạng này cử động, tại bọn hắn xem ra là có chút mạo muội, bất quá uống rượu, tại tăng thêm là người trẻ tuổi nha, vẫn tương đối lý giải. Nơi này, lập tức liền yên tĩnh trở lại. Chỉ có Cố Trường Ca cùng Nguyệt Minh không hai người. Đêm dài đằng đẵng, Minh không vì sao sốt ruột rời đi, không bồi vi phu uống nhiều mấy chén. Mà cố trường ca thanh âm cũng phai nhạt đi. Nguyệt Minh không trên mặt một mảnh thâm thúy lạnh lùng, không có trước đó một mực tại ngụy trang đoan trang ý cười, giờ khắc này nàng tựa như một tôn nữ đế. Nàng cười lạnh thành tiếng, cố trường ca, lúc này người đều đi, ngươi rốt cục không cần thiết giả bộ tiếp nữa. Ta không biết ngươi vì sao lại phát sinh bây giờ loại biến hóa này, vẫn là nói ngươi trước kia giả bộ quá tốt rồi. Để cho ta không có phát giác ngươi lại có như thế thủ đoạn phản phất nghe không hiểu nàng đang nói cái gì, cố trường ca vẫn như cũ ngồi tại trên yến tiệc uống rượu, thần sắc rất nhạt. Nghe nói như thế, Nguyệt Minh không bỗng nhiên sững sờ, có chút không rõ ràng cố trường ca ý tứ. Mình bây giờ biến hóa. Là chỉ nửa năm qua này chuyện xảy ra sao? Xem ra cố trường ca cũng không biết mình trọng sinh sự tình. Vậy hắn hôm nay thăm dò, nhưng thật ra là vì nhìn ra biến hóa của mình đến. Nghĩ tới đây, Nguyệt Minh không bỗng nhiên nhẹ nhàng thở ra. Xem ra cố trường ca cũng không có giống nàng suy nghĩ như thế, cũng cùng nàng cùng một chỗ trọng sinh. Bằng không hắn tuyệt sẽ không lộ ra nguyên hình tình huống, hỏi lại tự mình loại vấn đề này. Nhưng mà đúng vào lúc này, Nguyệt Minh không bỗng nhiên có chút biến sắc, cảm nhận được kinh khủng vi áp, từ hư không bên trong áp bách mà tới. Cố trường ca hướng nàng xuất thủ. Ông! Kịp phản ứng, nàng cũng nhanh chóng xuất thủ, trong tay bắt ấn, toàn thân hiển hiện hào quang rực rỡ, từng nét bùa chú tại trong lòng bàn tay ngưng tụ, hóa thành một đường đáng sợ Nguyệt Ấn, hướng phía trước quanh kích rơi đi. Nửa năm này đến nay, nàng một mực tại tìm kiếm các loại cơ duyên tu vi đã đột phá đến phong hầu cảnh đỉnh phong thậm chí chỉ kém chỉ nửa bước liền có thể bước vào phong vương cảnh thế nhưng là nhường nàng có chút khó có thể tin chính là cố trường ca tu vi vậy mà còn cao hơn nàng có thể nàng rõ ràng nhớ kỹ ở kiếp trước cố trường ca hiện tại chỉ bất quá phong hầu cảnh bộ dạng bất quá nàng cũng vẫn trấn định như cũ cố trường ca rất nhiều thủ đoạn nàng đều có hiểu biết một mực đề phòng tại sẽ không bị trúng kế phong hầu cảnh đỉnh phong minh không xem ra ngươi giấu diếm vi phu sự tình, xem ra vẫn là thật nhiều. một màn này, nhường cố trường ca phản phất là kinh ngạc một cái chớp mắt. sau đó nhấc bàn tay, đáng sợ kim sắc đường vân hiển hiện, hóa thành hào hùng như núi biển ba động, đem nguyệt minh không nguyệt ấn chặn lại. đồng thời, bàn tay hắn hướng phía trước một nắm hư không thiên phú thi triển, ông một chút, lập tức trưởng khống lấy trước mắt vùng hư không này. cố trường ca, ngươi làm gì? mau buông ta ra! sau một khắc, nguyệt minh không bỗng nhiên lên tiếng kinh hô chỉ cảm thấy quanh người siết chặt hư không giống như là đông kết ngay sau đó bị cố trường ca một chút bắt được trong ngực trên mặt hắn loại kia ôn hòa thần sắc sớm đã không thấy thay vào đó là nàng biết rõ tái chủng loại kia lạnh lùng mang theo một chút nghiền ngẫm không tốt nguyệt minh không trong lòng rung lên không nghĩ tới cố trường ca vậy mà có thể ảnh hưởng hư không loại thủ đoạn này liền hoàn toàn ở dự liệu của nàng ở ngoài rất nhanh trong thức hải của nàng bỗng nhiên hào quan tỏa sáng có tôn người tí hon màu vàng xuất hiện cực kỳ sáng chói trong miệng phát ra đạo âm, muốn trấn sát hướng cố trường ca. Nhưng mà cố trường ca giống như đã sớm chuẩn bị, trong thức hải đồng dạng quan hoa đại phóng, màu đen nhánh thần chi niệm mắt sắc lạnh lùng, toàn thân quấn quanh ma khí, trực tiếp chặn loại này đạo âm bí thuật. Nguyệt Minh không thần sắc trở nên ngưng trọng. Cố trường ca thi triển thủ đoạn, cũng hoàn toàn ra khỏi nàng dự kiến, thậm chí ở kiếp trước cũng chưa từng gặp qua. Cái này khiến nàng nhịn không được hoài nghi, ở kiếp trước cố trường ca, cùng trước mắt cái này cố trường ca, là cùng một người sao hay là xuất hiện cái gì ngoài ý muốn minh không đến bây giờ còn không định hướng vi phu thẳng thắng sao cố trường ca mang theo ý vị sâu xa chi ý hỏi không tiếp tục tiếp tục xuất thủ nguyệt minh không đại mi nhíu chặt rất là nghi hoặc không rõ ràng cố trường ca vì sao lại đột nhiên thu tay lại dưới cái nhìn của nàng cố trường ca người này là không đặt mục đích chắc là sẽ không bỏ qua khó nói hắn mục đích hôm nay kỳ thật chỉ là muốn biết tự mình gần nhất nửa năm biến hóa nghĩ thông suốt điểm ấy nguyệt minh không cũng nhẹ nhàng thở ra nàng cũng dứt khoát thản nhiên nói, đã dạng này, ta cũng dứt khoát cùng ngươi nói thẳng, cố trường ca trước kia ta cũng là vì lấy lòng nên hợp ngươi mà cố ý làm ra bộ dáng. Hiện tại ta không muốn làm như vậy, người như ngươi, căn bản chính là ý chí sắt đá, sẽ không bị người chỗ đã động, ta làm sao khổ khó xử chính mình. Lời nói này, nói nửa thật nửa giả, vừa vặn cũng có thể che giấu nàng trọng sinh chân tướng. Cố trường ca trong lòng không nhịn được nghĩ vì nàng cơ trí khen một tiếng, nhưng sắc mặt trên vẫn là không có nửa điểm biến hóa a à, làm sao ngươi biết ta sẽ không bị người chỗ đã động hắn hỏi nguyệt minh không trong ngực hắn giải dụa nhưng phát hiện giải không ra cũng lười lại cử động nghe nói như thế nàng càng là không muốn phản ứng cố trường ca đời trước nàng dùng sinh mệnh đã chứng minh kết quả này chẳng lẽ còn dùng nói thêm cái gì sao bất quá nghĩ đến cố trường ca không có theo nàng cùng một chỗ trọng sinh nguyệt minh không trong lòng hoặc nhiều hoặc ít nhẹ nhàng thở ra hiện tại bộ dáng này cố trường ca mới xem như nàng hiểu cái kia cố trường ca trước đó cái gì ôn nhuận bộ dáng, quả nhiên toàn diện đều là giả bộ, chính là nghĩ lừa nàng đem chân tướng sự tình nói ra. Còn tốt nàng cao hơn một bậc, lấy thuyết pháp này lừa gạt tới, không có bại lộ trọng sinh bí mật. Xem ra vi phu tại trong lòng ngươi đúng là cái dạng này, những năm này minh không ngươi ngược lại là giấu giếm đến ta rất sâu a. À. Cái này khiến ta có chút thụ thương a. À. Cố trường ca nói, tiếu dung rất nhạt. Cố trường ca, ngươi tính cách gì chính ngươi còn không rõ ràng lắm sao? Nguyệt Minh không hừ lạnh nói dù sao đã cùng cố trường ca vạch mặt, nàng cũng không có gì tốt quan tâm. Tại cố gia bên trong, liệu cố trường ca cũng không dám động thủ diệt khẩu? Nghe nói như thế, cố trường ca không hề bị lay động, trực tiếp đem nàng hướng tự mình cung điện mang đến. Trên đường, rất nhiều tộc nhân nhìn thấy, cũng không khỏi lộ ra mập mờ tiếu dung. Cố trường ca, ngươi muốn làm gì? Lúc này, Nguyệt Minh không lại có chút sững sờ, đầu bỗng nhiên ông một tiếng loạn. Đêm dài đằng đẵng, ngươi nói còn có thể làm cái gì? Cố Trường Ca thuận miệng trả lời nhỏ. Chương 87, chưa từng có nhìn thấu qua hắn, chính là đối thần tiên quyến lữ, một, cầu đặt mua. Nguyệt Minh không đầu ông một chút liền trống không. Nàng nhìn tính vạn tính, nghĩ đến các loại cố trường ca sẽ thủ đoạn đối phó với nàng, nhưng không nghĩ tới hắn sẽ làm như vậy. Đời trước, hắn không phải chán ghét như vậy tự mình sao? Ngay cả đụng chính mình cũng sẽ không chạm thử, bằng không thì cũng sẽ không động phòng chi dạ, không hề làm gì, nhẫn tâm đem tự mình giết chết. Giờ khắc này Nguyệt Minh không đầu óc một mảnh rối bời. Trọng sinh đến nay tâm cảnh, lập tức liền loạn. Lúc đầu nàng còn có không ít thủ đoạn không có ích lợi gì, có thể tránh ra khỏi cố trường ca, nhưng quỷ thần xui khiến, nàng chẳng hề làm gì. Liền nhìn xem cố trường ca đem nàng ôm hướng đại điện chỗ sâu giường. Nguyệt Minh không khẩn trương lên. Làm người hai đời, còn chưa từng gặp được loại tình huống này. Cố trường ca hắn vì sao lại làm như thế? Giờ khắc này nàng hoàn toàn lý giải không đến, bởi vì dựa theo nàng hiểu biết cố trường ca tính tình tới nói, hắn không thể lại dạng này. Độ khó thật sự là tự mình trọng sinh trở về, dẫn đến rất nhiều chuyện phát sinh biến hóa vi diệu. Bao quát cố trường ca cũng là như thế. Hoặc là nói, kiếp trước tự mình đối với hắn nữa làm hắn vui lòng đều khinh thường lạnh lùng, kỳ thật hắn ưa thích chính là mình hiện tại loại này bộ dáng. Trong lòng các loại ý nghĩ lướt qua, nhưng Nguyệt Minh không đầu hơn choáng, đơn giản không hiểu rõ cố trường ca ý nghĩ, hoàn toàn nhìn không thấu hắn tâm tư. Minh không, ta cảm thấy ngươi sợ là đối vi phu một mực có cái gì hiểu lầm. Cố Trường Ca nở nụ cười, nhìn chằm chằm Nguyệt Minh không loại kia tuyệt mỹ tiên nhan, trong mắt có nhường nàng khó mà tin được ý vị. Cố Trường Ca ngươi. Giờ khắc này, Nguyệt Minh không tâm tình vô cùng phức tạp. Dứt khoát cũng không muốn quản, dù sao nghĩ như thế nào cũng nghĩ không thông. Đối Cố Trường Ca nàng tự nhiên là hận thấu xương, nhưng tương tự cũng là ái chi như Trần. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Hôm sau, Cố Trường Ca lên thời điểm, Nguyệt Minh không đã không trong điện. Hắn mắt nhìn đã bị thu thập qua một phen trên giường phía trên đệm chăn cái gì, đoán chừng cũng bị Nguyệt Minh không lấy đi. Ngay tại lúc đó, trong đầu của hắn vang lên hệ thống tiếng nhắc nhở âm. Đinh, khí vận chi nữ Nguyệt Minh không sát tâm dao động, khí vận điểm thêm 500 điểm, khí vận giá trị thêm 2.000 năm. Nghe được tiếng nhắc nhở âm. Cố trường ca thần sắc có như vậy một lùng vi diệu, sau đó không tự giác nở nụ cười. Sự tình tự nhiên cùng hắn phỏng đoán, Nguyệt Minh không giờ phút này tuyệt đối đang hoài nghi kiếp trước gặp được tự mình, cùng mình bây giờ là không một dạng, tỉ như nói tự mình cũng không có hỏng đến loại trình độ kia. Đối với nữ nhân mà nói, bỏ mặt là cảm tính vẫn là lý trí, cũng có cái điểm giống nhau, sẽ ngờ vực vô căn cứ. Về phần sẽ làm sao ngờ vực vô căn cứ, chỉ cần nhường nàng phát hiện một điểm dấu vết để lại, nàng liền có thể đoán được rất nhiều thứ. Cái này cùng não bổ là đạo lý giống nhau. Nguyệt Minh không tự nhiên cũng không ngoại lệ. Phiền toái nhỏ tạm thời là giải quyết, bất quá muốn hoàn toàn giải quyết, vẫn là cần rất dài một đoạn thời gian. Cố trường ca trong lòng suy nghĩ, rời đi đại điện. Nguyệt Minh không một mực tại trốn tránh hắn, bỏ mặt là sớm yến, hoặc là trước khi đi cũng không có hiện thân lộ diện. Đối với cái này Cố Trường Ca cũng không ngoài ý muốn. nàng trốn mình có thể tránh bao lâu? Tục ngữ nói tránh được mồng một, không tránh được mười năm, thời gian còn rất dài, hắn có thể không có chút nào sốt ruột. Một phương diện khác, Cố Trường Ca cũng ở tay chuẩn bị trở về Đạo Thiên Tiên Cung sự tình, nói đến hắn đã rời đi hơn nửa năm, thân là Đạo Thiên Tiên Cung chân truyền, phía sau dựa vào Trường Sinh Cố gia không người nào dám nói thêm cái gì. Nhưng vụn trộm một chút phê bình kính đáo vẫn là không thiếu được. Mà lại đem so sánh với cố gia, đạo thiên tiên cung bên trong thế lực càng thêm phức tạp, cơ hồ mỗi một vị trưởng quyền nhân vật, sau lưng đều có còn lại thế lực lớn cái bóng. Tại đạo thiên tiên cung bên trong, càng là có thể nhìn thấy đông đảo thượng giới thế lực lớn đánh cờ ảnh thu nhỏ. Ngay tại lúc đó, vô song tiên triều trở về tiên đô trên đường. Một cổ từ chính đầu tương tự phượng hoàng thần điểu kéo hắc kim liễn xa bên trong, Nguyệt Minh không ngồi xếp bằng bên trong, thần sắc có chút hoảng hốt, tự hồ có tâm sự. Một bên phụ trách phục thị thị nữ của nàng, càng là nơm nớp lo sợ, không dám nói lời nào. Sáng nay nhìn thấy Nguyệt Minh không thời điểm, tình trạng của nàng rất kỳ quái. Dường như nghiến răng nghiến lợi, lại như là mây đen đầy mặt, cùng nàng trong ngày thường nhìn thấy cái kia lạnh lùng uy nghiêm, chấp chưởng đại quyền, cao cao tại thượng đế nữ, hoàn toàn không đồng dạng. Cái này khiến trong nội tâm nàng càng là e ngại, sợ không cẩn thận một câu đem làm tức giận. Đoạn trước thời gian nguyệt minh không vì đoạt được trữ đế chi vị trong tay cực kỳ thiết huyết cường ngạnh người bên cạnh xử tử một nhóm lớn mà lại không hỏi nguyên do chỉ nói một câu bọn hắn không tin được cái này khiến nàng vô cùng sợ hãi sợ mình ngày đó cũng bị là như thế hạ tràng nguyệt minh không trước kia nhưng từ sẽ không như vậy lúc này nguyệt minh không tự hồ là nghĩ có chút mệt mỏi vuốt vuốt giữa lông mày thanh âm mang theo uy nghiêm mà hỏi thăm hoàng nhi ngươi cảm thấy trường ca thiếu chủ là cái dạng gì người nghe nói như thế tên là hoàng nhi nha hoàng lập tức bị dọa đến không được. Trữ đế, loại này. Loại lời này ta không dám nói lung tung. Nàng thanh âm phát run nói. Ngay trước mặt Nguyệt Minh không, ở sau lưng đàm luận tương lai của nàng phu quân, nàng sợ là không muốn sống. Không có việc gì, ta để ngươi nói. Nguyệt Minh không lạnh lùng nhìn nàng một cái. Nghe vậy, Hoàng Nhi cắn răng nói, tại nô tỳ xem ra, trường ca thiếu chủ thiên phú cường đại, tương lai sẽ chấp trưởng trường sinh gia, cùng trữ đế ngài rất là xứng, chính là một đôi thần tiên quyến lữ mặc dù ngoại giới đối với trường ca thiếu chủ truyền ngôn phần lớn là lạnh lùng vô tình khó mà liên hệ nhưng hôm qua ta gặp trường ca thiếu chủ tính tình ôn nhuận bỏ mặt là đối ai rất ôn nhu đều để người cảm thấy như một xuân phong nghe đồn hoặc là có sai nghe nói như thế nguyệt minh không khoác tay trực tiếp đánh gãy nàng cũng không nói lời nào sắc mặt càng lạnh lùng hơn thâm thúy rất nhiều tính tình ôn nhuận đó bất quá là cố trường ca ở trước mặt mọi người làm ra bộ dáng thôi về phần ôn nhu nàng đêm qua có thể một điểm không có phát giác nghĩ tới đây nguyệt minh không nhịn không được siết chặt trong tay đệm chăn trên mặt có một giọt rất chói mắt xuống mai cố trường ca ta phát hiện cứ việc hai ta đời làm người thế nhưng một chút cũng nhìn không thấu được ngươi nguyệt minh không thần sắc rất phức tạp chuyến này cố gia chuyến đi phát sinh quá nhiều nàng bất ngờ sự tình vốn cho rằng có thế nghĩ dự đoán như thế đem cố trường ca đùa bẩn tại bàn tay nhưng phát hiện cuối cùng vẫn là mình bị hắn đùa bẩn tại bàn tay nàng trọng sinh ưu thế tại cố trường ca trước mặt không chiếm được một điểm ưu thế bất quá dạng này từ như thế nào, ta cũng sẽ không như vậy cam tâm, cố trường ca ngươi đối ta tạo thành tổn thương, ta đều sẽ từng cái hoàng lại đưa cho ngươi. Thượng giới, ngoại vực, tiên khí chi địa. Đây là một mảnh mênh mông mà bao la hùng vĩ nguyên thủy dãy núi, cổ một che trời, dây leo sen lẫn, tùy tiện một cái cây đều giống như như một tòa núi nhỏ đứng sừng sững ở chỗ đó. Bên trên bầu trời bao phủ thảm đạm mây mù, để trong này nhìn càng thêm cổ lão mênh mông. Rất nhiều kinh khủng hung thú, ở chỗ này ngang qua, phát ra thanh âm ùng ùng, giống như là đang khai thiên kích địa đồng dạng. Diễm cơ đã đi tới chỗ sâu. Giờ phút này nàng đang đứng đứng ở một gốc trên đại thụ che trời, trông về phía xa 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 một tòa thần bí thôn trang nhỏ, nơi đó bầu trời bị một tầng sương mù hỗn độn bao phủ. Tất cả hung thú đi ngang qua phía ngoài thời điểm, đều vô cùng cẩn thận, ngay cả tiếng bước chân cũng không từ thả chậm xuống tới. Bọn chúng nhìn về phía tòa kia thôn trang nhỏ lúc, thần sắc càng là vô cùng e ngại cùng tôn kính công tử làm sao lại biết tiên khí chi địa chỗ sâu vậy mà lại có một tòa thần bí như vậy thôn trang nhỏ, mà lại bên ngoài gốc kia thần bí cây đào. Làm sao cùng trong đồn đại gốc kia cây như thế cùng loại, không phải đều đã biến mất tại bao nhiêu cái kỷ nguyên trước kia sao? Diễm cơ thần sắc ngưng trọng, rất cẩn thận bí mật lấy tự thân khí tức. Mặc dù nàng đã là đại thánh cảnh tồn tại, thế nhưng là ngay tại lúc này, vẫn như cũ cảm nhận được một trận hải hùng khiếp vía, nhịn không được cẩn thận. Bỏ mặt từ chỗ nào phương diện đến xem, tòa kia đào thôn cũng lộ ra thần bí khí tức. Chính yếu nhất chính là, nàng trước khi rời đi, cố trường ca đối nàng bàn giao, có cái gì không đúng, lập tức sử dụng phá vực phù rời đi, không muốn do dự. Ông! Bỗng nhiên, diễm cơ sắc mặt biến, nàng nghe được cực tốc tiếng xé gió, sau một khắc còn tại chân trời, nhưng trong nháy mắt liền đi tới trước người của nàng. Khi là một hoa đào, tỏa ra ánh sáng lung linh, vô cùng sáng chói, nhưng giờ khắc này lại giống như là một thanh vô thượng tiên kiếm, rủ xuống đáng sợ mênh mông kiếm khí, có thể đoạn tinh hà, hướng nàng chém tới. Oanh, hư không lập tức liền bị phân liệt ra, lộ ra trong đó kinh khủng đen như mực một khe lớn. Loại này năng lực vô cùng kinh khủng, đã siêu việt nàng có khả năng đối kháng trình độ. Diễm Cơ sắc mặt hơi tái, không chút do dự. Trong tay nàng thêm ra một vật đến, chính là tràn ngập phù văn thần bí phá vực phù. Ông. Thôi động phá vực phù. Trước mắt không gian trở nên mơ hồ, ngay sau đó một cái không gian thông đạo bị mở ra, Diễm Cơ tranh thủ thời gian hướng trong đó bỏ chạy. Phản ứng của nàng đã rất nhanh. Nhưng vẫn là phun một chút một nguồn máu tươi phun ra tại kiếm quan xuống tới trong nháy mắt sau lưng không gian đang nhanh chóng đổ sụp lập tức liền đứt gãy nàng cũng bởi vậy bị thương không nhẹ cũng may thừa dịp lần này diễm cơ thân ảnh cũng nhanh chóng đã đi xa từ này phiến không gian biến mất không thấy gì nữa xa xôi ngoài ức vạn dặm một mảnh khác không gian bên trong diễm cơ thân ảnh xuất hiện lần nữa cảm thụ tránh khỏi sau lưng dư ba vẫn là lòng còn sợ hãi ra một thân mồ hôi lạnh may mắn mà có công tử ban tặng phá vực phù không phải vậy hôm nay đoán chừng phải viết di chúc ở đây rồi, cái này tiên khí chi địa, thật sự là thần bí khó lường. Xem ra công tử muốn nhìn chú ý, hẳn là cái này đào thôn, phải trở về cho công tử phục mệnh. Nghĩ tới đây, rất nhanh, diễn cơ thân ảnh biến mất, hướng phía nội vực chỗ phương hướng mà đi. Thượng giới mênh mông vô ngần, như nàng dạng này đại thánh cảnh tồn tại, muốn vượt qua qua ngoại vực, cũng không biết muốn bao nhiêu năm thời gian. Trong lúc đó chỉ có thể dựa vào truyền tống trận hoặc là không gian trận văn, không phải vậy phổ thông tu sĩ, cả một đời cũng đừng nghĩ rời đi chỗ khu vực mà đổi thành một bên. Đào thông bên ngoài, gốc kia vô cùng ung tùng cây đào tại kinh kinh rêu rao, hoa đào trói lọi mà diễm lệ, mỗi một cánh đều giống như tốt nhất tiên chạm ngọc khắc mà thành, thiểm thước quan mang, vô cùng mỹ lệ. Lại bị nàng chạy trốn, xem ra là ta chủ quan, lại có được một cái phá vực phù. Trên thân không có cố gia khí tức, hẳn không phải là vì tiên nhi sự tình đến, này sẽ là ai đây? Xem ra đào thông qua nhiều năm như vậy yên tĩnh, cuối cùng là muốn bị phá vỡ cây đào bên trong, vang lên dễ nghe êm tai thanh âm, sau đó lại rất nhanh yên lặng. Chương 88, vô sự mà ân cần, chính là thèm thân thể mình, hai, cầu đặt mua. Trong nháy mắt, nửa tháng trôi qua. Từ diễm cơ trở lại cố gia phục mệnh về sau, cố trường ca không sai biệt lắm cũng hiểu được một chút tin tức liên quan tới cố tiên nhi. Nhìn cùng hắn suy đoán cũng không có gì xuất nhập. Dù sao khoét xương loại này xáo lộ, cộng thêm thần bí đào thôn, một quả thần bí cổ lão cây đào, làm người xuyên Việt, hắn khẳng định so bất luận kẻ nào đều muốn quen thuộc. Bây giờ, Cố Tiên Nhi sau lưng tuyệt đối đứng đấy vị kia cường giả bí ẩn. Trừ cái đó ra, mà lại dựa theo diễn cơ nói, thần bí đào thông phía trên bao phủ sương mù hỗn độn, ở trong còn ẩn giấu đi không ít kỳ quái khí tức. Nói rõ cái kia đào thông tuyệt đối không vẻn vẹn chỉ có cây đào đơn giản như vậy. Rất có thể còn có còn lại cường giả. Nghĩ thông suốt những thứ này về sau, Cố Trường Ca cũng có suy nghĩ, tiên khí chi địa ý tứ tại thượng giới phiên dịch một chút, kỳ thật cũng chính là hoang vắng chi địa hoang vắng chi địa thần bí thôn trang cố tiên nhi có lẽ còn có mấy vị tứ chi không hoàn toàn cường đại sư tôn cái này trọng hợp mô bản hắn còn có thể nói cái gì đương nhiên cố trường ca cũng không lo lắng dù sao cố tiên nhi bất quá một tiểu nha đầu mà thôi hắn thủ đoạn đối phó với nàng còn nhiều sau đó cố trường ca biết được cố tiên nhi đi hướng về sau cũng bắt đầu động thân chuẩn bị trở về đạo thiên tiên cung bây giờ hắn tuy là cố gia thiếu chủ mà phụ thân hắn lại là chính vào tột cùng cố gia bên trong kỳ thật không có hắn sự tình gì. Cho nên, hắn cũng nên đi đạo thiên tiên cung mưu đồ một chút còn lại sự tình. Thượng giới, nội vực, vô lượng thiên. Làm thượng giới nhất là tới gần khu vực trung tâm phồn thịnh khu vực, bí cảnh, cơ duyên nhiều vô số kể, ra đời không biết bao nhiêu tài tình tuyệt thế, vang dội cổ kim nhân vật. Mà lại, nơi này cũng là vạn cổ đến nay đều là các tộc, tất cả đạo thống nhất là thịnh vượng khu vực. Thái cổ tiên tộc, bất hủ đại giáo, vô thượng đạo thống. Đều có thể ở chỗ này nhìn thấy thân ảnh cùng cá nhánh đạo thiên tiên cung càng là làm vô lượng thiên cự vô phách thế lực lai lịch cực kỳ thần bí lâu đời sừng sững dòng sông thời gian mà bất hủ có tu sĩ nói đạo thiên tiên cung có được chân tiên di khắc có được chân tiên kinh văn cũng ẩn giấu đi con đường thành tiên phàm mỗi một loại này có thể nói thắng không kể xiết kể từ đó đạo thiên tiên cung cũng đã trở thành các môn các phái tộc nhân đệ tử muốn bái tiến vào chi địa đạo thiên tiên cung tạo thành cũng là cực kỳ phức tạp cơ hồ thượng giới tất cả lớn đạo thống thế lực sau lưng cũng có bóng dáng của nó bởi vì đạo thiên tiên cung đệ tử cơ bản trải rộng tất cả lớn đạo thống giờ phút này đạo thiên tiên cung chỗ to lớn trước sơn môn nơi này tu sĩ vãng lai cực kỳ náo nhiệt các tộc sinh linh đều có thể nhìn thấy sau lưng mọc lên hai cánh đỉnh đầu hai sừng ngân huyết xích mô ký tức cường đại không ít cũng không ít là bị tất cả lớn đạo thống đệ tử xem như thuần huyết tọa kỵ từ nơi này đi đường trở về đạo thiên tiên cung ở phía dưới cũng có một khối to lớn phường thị thanh âm rất là huyên náo đạo thiên tiên cung thập đại mỹ nữ đồ có thể có người muốn sao kinh diễn nhất 10 vị nữ tử nha các vị tuổi trẻ thiếu hiệp liền không chờ mong sao mỗi một vị đều là tuyệt thế tiên ba chờ đợi cùng ngày gặp nhau cổ lão tiên tộc đánh rơi nghịch thiên bảo thuật vi lực thông thiên vô địch thiên hạ tận dụng thời cơ mất rồi sẽ không trở lại thái dương thần tước để lại bảo thuật người trả giá cao được mặc dù đã không trọn vẹn nhưng lại trực chỉ hỏa đạo tột cùng tìm hiểu ngọn ngành có thế thông hiểu hỏa chi đại đạo chân lý bước ra con đường của mình. Chuẩn thánh dược, hơn 8 vạn năm cổ dược, đã toát ra thánh quang, sắp hóa thành thánh dược, người có ý đến tranh giành A, hiếm thấy bảo dược. Đi qua đi ngang qua, đừng bỏ qua, nhìn một chút, nhìn một chút. Một tên thân hình tinh tế, trên bờ vai ngừng lại cái đỏ chót chim thiếu nữ áo xanh, giữa lông mày kinh kinh nhíu lại, đang đánh giá những vật này. Chính là cố tiên nhi. Một đường từ ngoại vực chạy đến, trải qua không ít khó khăn trắc trở, đi qua đại lượng truyền tống trận, nàng mới chạy tới nội vực. Ở chỗ này, Nàng cũng rốt cục thấy được cái gì gọi là phồn hoa hưng thịnh, vạn tộc mọc lên như rừng. Cũng nhìn được cái gì gọi là mênh mông mênh mông. Trên đường, nàng gặp không ít tự xưng là thiên tài người trẻ tuổi, bất quá đều nhất nhất thảm bại tại nàng trong tay, ngay cả buộc nàng vận dụng toàn lực thực lực cũng vô dụng. Những vật này là thật hay giả, tại đạo thiên tiên cung phía dưới, sẽ không có người có dũng khí bán giả đồ vật a. À. Cố Tiên Nhi nghe nơi này nhiều như vậy tiếng rao hàng, luôn cảm giác tự mình mỗi đi qua một chỗ, liền bỏ lỡ vô số cơ duyên cái này khiến có chút tiểu tài mê thuộc tính nàng rất xoắn xuýt. Trên bờ vai đỏ chót chim, nghe được nàng câu này nói không ngừng, kém chút trợn mắt trừng một cái. Bình thường nhìn thật thông minh, nhưng là tại những thứ này cái gọi là thiên tài địa bảo trước mặt, tựa như khuyển ngu xuẩn đồng dạng. Cố tiên nhi một đường đi qua mảnh này phường thị, giữa lông mày đều muốn nhào thành một đoàn. Trong đó, các loại bảo vật đang trao đổi bên trong, gào to âm thanh, tiếng rao hàng, chưa từng có dừng lại qua. Những âm thanh này, nhường nàng đầu choáng váng. Nàng rất muốn mua nhưng chính là nghèo, nếu như nói còn có cái gì sao? Đó chính là đặc biệt nghèo. Đào thôn bên trong mấy vị sư tôn, cho nàng rất thật tốt đồ vật, nhưng coi như không cho nàng tiền. Dọc theo con đường này, nàng không biết gõ đối ít thiên tài ám côn, mới đem lộ phí của nàng cho gom góp. Cho nên nhìn xem đây hết thảy, nàng đặc biệt trong mà thèm, trong mong nhìn qua. Thiên tài khác một đoàn người hầu người hầu đi theo, có thể nàng liền một cái lão bộc, mà lại cũng là không có nhiều tiền. Nghĩ tới đây, cố tiên nhi răng ngà thầm cấm lại đối tự mình cái kia hảo ca ca ghi lại một bút, hận đến lý do càng nhiều. Tại phường thị phụ cận, là một tòa cực kỳ cổ lão to lớn thành trì, tên là Đạo Thiên Cổ Thành. Nói là cổ thành, nhưng kỳ thật là một mảnh thành trì nhỏ chỗ liên tiếp, chỉ bất quá trong đó tường thành, đều vô dụng thành lập, giữa lẫn nhau chồng chất cùng một chỗ. Rất nhiều thành trì nhỏ, liền cùng một chỗ về sau, siêu việt khổng lồ thành trì, chiếm diện tích rộng lớn dọa người. Đương nhiên, những địa phương này căn bản không có tường thành, tu sĩ tùy ý ngang qua hoàn toàn là một mảnh náo nhiệt phường thị. Bởi vì tiếp giáp một cái bất hủ đại giáo, căn bản cũng không cần tạo dựng phòng ngự tường chờ. Có ai dám tới đây dương oai? Trừ phi đầu óc không tốt, hoặc là thật muốn chết. Tiểu thư, chúng ta vẫn là đi trước tiên cung tìm tới vị kia đại trưởng lão A. Tại cố tiên nhi bên người, nàng lão bộc bỗng nhiên nói, nhìn xem tiểu thư nhà mình một bộ trong mà thèm bộ dạng, hắn cũng đau lòng A. Đều do tự mình không năng lực, không có nhiều tài phú tích lũy. Không phải vậy tiểu thư cũng sẽ không như vậy từng, phúc bá, chúng ta trước hết đi tìm đại trưởng lão đi. Cố tiên nhi cũng chú ý tới mình lão bột thần sắc, vội vàng nói, thu liễm phía dưới mình bây giờ bộ dáng. Lão bột chiếu cố nàng nhiều năm như vậy, tựa như là thân nhân đồng dạng. Nàng không có khả năng không cân nhắc cảm thụ của hắn. Mà lúc này, trong đám người một trận rối loạn thanh âm, không ít tu sĩ cùng sinh linh biến sắc, vội vàng tránh ra. Mấy tên thần sắc phách lối nam tử nghênh ngang đi tới. Sau lưng còn có cái mặt mũi tràn đầy lạnh nhạt, cầm trong tay quạt xếp tuấn tú nam tử chậm đi tới. Tuấn tú nam tử một thân kim sắc áo dài, trên đầu sinh mấy cây sừng thú, ánh vàng rực rỡ như là tiên kim điêu khắc mà thành, có dũng khí đại đạo ý vị lưu chuyển. Hắn nhìn xem cố tiên nhi, trong mắt có lóe lên một cái rồi biến mất kinh diễm. Thần cốt tiên tư, đoan trang tự nhiên, thanh tuyệt thoát tục, mặc dù còn có chút nhỏ, nhưng đã có thể thấy được tương lai nghi ngờ loạn thiên hạ dung nhan, thế gian này lại còn có như thế thiếu nữ. Kim sắc áo dài nam tử, ánh mắt mang theo nồng nhiệt, vừa rồi trong đám người liền chú ý tới cố tiên nhi bất phàm cho nên hắn mới hướng nơi này đi tới một chút muốn nhìn đến thêm gần không nghĩ tới cái này xem xét cả người cũng có chút ngây dại hắn tu có một môn thiên phú đồng thuật nhưng nhìn đến rất nhiều những người còn lại không thấy được đồ vật tỷ như thiên phú tư chất cơ duyên vân vân vừa rồi lấy đồng thuật nhìn xuống cố tiên nhi phát hiện tên này thiếu nữ áo xanh đơn giản ghê gớm a bỏ mặt là thiên phú vẫn là tư chất cái gì cũng hiếm người sánh kịp mà lại hắn chú ý một hồi phát hiện thiếu nữ này bất luận là quần áo vẫn là tên kia lão bột, cũng rất đơn giản một mạc, tại một chút rõ ràng động tâm sạp hàng bên trên, cũng không có hoa tiền đi mua. Cho nên hắn kết luận thiếu nữ này, thân phận bối cảnh sẽ không quá mạnh, thậm chí rất có thể không phải nội vực tu sĩ. Giống như là một đường phong trần mệt mỏi chạy tới bộ dáng. Ngay lập tức, kim sắc áo dài nam tử, động tâm tư, đối cố tiên nhi mỉm cười nói, tại hạ kim vũ, không biết cô nương xưng hô như thế nào. Ta vừa rồi gặp cô nương đối một vài thứ tự hồ tương đối tâm động, vừa vặn nghe nói như thế cố tiên nhi lúc đầu có chút vẻ mặt kinh ngạc lập tức lạnh xuống trực tiếp đánh gãy nói không cần ta không thích cũng không nhọc đến vị công tử này phí tâm vốn đang coi là có chuyện gì cái này không rồi cùng trên đường những cái kia thèm nàng thân thể người giống nhau sao vô sự mà ân cần chính là thèm nàng thân thể câu nói này thế nhưng là nàng tam sư tôn một mực cho nàng nói nghe vậy kim sắc áo dài nam tử biểu lộ lập tức liền cứng đờ hắn có chút xấu hổ nhưng càng nhiều tức giận cùng sức sống tự mình nói chuyện cẩn thận, kết quả thiếu nữ này lại mà còn dám không lĩnh tình. Tiểu cô nương, ngươi có biết ta là ai không sao? Kim Vũ cũng lười tại ngụy trang, kéo xuống mặt nạ, trên mặt lộ ra ngã ngớn lại cực nóng thần sắc, hỏi. Mà phụ cận tu sĩ, nhìn thấy tên này kim sắc áo dài nam tử thời điểm, đều có chút e ngại. Có thể đi vào Đạo Thiên Tiên cung nơi này tu sĩ, đều là có chút thiên phú, mà lại bối cảnh sau lưng bất phàm. Đồng dạng tu sĩ, cũng tới không đến nơi này. Giữa lẫn nhau cũng có bối cảnh ai sao lại cần sợ ai đây mà lại tại đạo thiên tiên cung dưới chân có đội chấp pháp bất cứ lúc nào nhìn chằm chằm ai cũng không dám tùy tiện gây chuyện nhưng tên này gọi kim vũ nam tử thì không bởi vì hắn ca ca chính là đạo thiên tiên cung một tên chân truyền đệ tử sau lưng dựa vào một vị quyền thế ngập trời trưởng lão cộng thêm kim vũ sau lưng tộc đàn thế lực không nhỏ chính là thái cổ chủng tộc kim giác nhất tộc rất nhiều người đều biết hắn càng thêm không dám trêu chọc ta chẳng cần biết ngươi là ai nếu như không có sự tình không muốn cản trở đường của ta." Cố Tiên Nhi đại mi nhíu chặt, mặt lộ vẻ không vui. Nàng cũng không sợ trước mắt tên này Kim Y nam tử, chỉ bất quá không muốn trêu chọc phiền phức tại đạo thiên tiên cung dưới chân, càng là như vậy. Trên đường tới, nàng liền khuyên bảo tự mình nhất định phải điệu thấp, tuyệt đối đừng bị Cố Trường Ca cho chú ý tới. "Ha ha, thật đúng là rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, tuổi còn nhỏ, không có bị khổ đầu, biết cái gì có thể trêu chọc, cái gì không thể trêu chọc." Kim Vũ sắc mặt đã hoàn toàn lạnh xuống phất tay đang muốn sau lưng nô bột cầm xuống trước mắt cái này không thức thời thiếu nữ. Cố tiên nhi không sợ chút nào, biểu lộ cũng càng ngày càng lạnh, đáng sợ phù văn màu vàng, tại nàng trong lòng bàn tay ngưng tụ. Đột nhiên. Trống. Nương theo lấy một trận kinh thiên động địa gào thét. Long ngâm vang vọng đất trời ở giữa. Nơi xa, chính đầu màu xanh thương long khổng lồ vô biên, che khuất bầu trời, ngang qua thương khung, trả rít như dãy núi, sát na mà tới. Tại chính đầu thương long đằng sau, lôi kéo một cổ bạch ngọc liễn xa, từ hư không bên trong chạy nhanh đến. Lái xe chính là một tên áo đen lão giả, lộ ra cử trọng nhược khinh, gió nhạt gió nhẹ cảm giác. Liễn xa cái trước cố chữ, nhường đạo thiên tiên cung trước sơn môn, rất nhiều tu sĩ cùng nhau biến sắc, thanh âm nhịn không được kinh hãi. Vị kia tuổi trẻ đại nhân, trở về rồi. Chương 89, ta ức hiếp ngươi có thể, người khác ức hiếp ngươi vậy không được, ba, cầu đặt mua. Trống. Vốn là còn nhiều an tĩnh trước sơn môn, bởi vì cái này bỗng nhiên bay ngang qua bầu trời chính đầu màu xanh thương long, lập tức tựa như là vỡ tổ đồng dạng. Tất cả mọi người nhìn xem một màn này, cũng không khỏi sôi trào lên. Cái kia xưa cũ cố chữ, bọn hắn lại biết rõ rành rành. Nhất là cái này Cửu Long kéo xe tư thế, vừa nhìn liền biết là bây giờ đạo Thiên Tiên cung chân truyền đệ tử, đồng thời cũng là Cố gia thiếu chủ Cố Trường Ca, hắn trở về. Liên quan tới Cố Trường Ca nghe đồn, tại đạo Thiên Tiên cung lưu truyền không ít, cái gì chân tiên chi tư, tuổi trẻ thần nhân, đại đạo sủng nhi. Rất rất nhiều. Tương lai thành tựu không thể tưởng tượng ai cũng không biết hắn có thể đi tới một bước nào. Đạo Thiên Tiên Cung không ít trưởng lão, cũng đối với hắn vô cùng xem trọng, cảm thấy hắn là tương lai tranh đoạt Đạo Thiên Tiên Cung truyền nhân rất thí sinh thích hợp. Đạo Thiên Tiên Cung ngũ đại chân truyền, còn lại mấy đại chân truyền, cũng đối với hắn vô cùng e dè. Rất nhiều tu sĩ cũng từng nghe tới những tin tức này. Mà lại tại thuở thiếu thời kỳ, cố trường ca liền danh chấn một phương, triển lộ cường đại thiên phú, được vinh dự trí tôn trẻ tuổi, từ xuất thế đến nay, càng là chưa từng bại qua ngược lại là trong tay bại tướng dưới tay không ít đều là tất cả lớn đạo thống thế lực cực kỳ nổi danh thiên kiêu bây giờ tại thượng giới cực kỳ hấp dẫn chú mục đi tới chỗ nào đều sẽ bị người chỗ chú ý mà lại cố trường ca thân phận vẫn là trường sinh thế gia thiếu chủ tại điểm này nhường cũng đủ để so sánh đạo thiên tiên cung truyền nhân bởi vì đạo thiên tiên cung tại thượng giới nói đến rất đặc thù cho dù là tất cả tiên triều bất hủ thế lực cũng nghĩ thò một chân vào sẽ đem riêng phần mình truyền nhân đưa tới điểm này mặc dù cũng không hiếm lạ nhưng cũng đủ để dẫn phát các phương chú ý. Đoạn trước thời gian, cố trường ca đột nhiên từ đạo thiên tiên cung rời đi, vừa biến mất liền trọn vẹn là nửa năm, nhưng rất nhiều tu sĩ chấn kinh, nhao nhao suy đoán hắn đi hướng chỗ nào. Đối với người bình thường tới nói, bất kỳ cái gì một vị trí tôn trẻ tuổi hướng đi, cũng cực kỳ hấp dẫn chú ý, hấp dẫn các giới chú ý. Ngay lập tức, trước sơn môn một trận oanh động sôi trào, rất nhiều tu sĩ cũng đang nghị luận, chú ý đến trong cao không chính đầu màu xanh già nua. Cố trường ca, biến mất nửa năm sau, hắn vậy mà trở về. Hắn đi nơi nào? Tên là Kim Vũ Kim Y Nam Tử, cũng bị hấp dẫn, nhướng mày, đối với cố trường ca cũng không ưa, bởi vì hắn ca ca xưa nay kiên kỵ cố trường ca. Hắn đối với cố trường ca tự nhiên không có hảo cảm gì. Bất quá hắn cũng không có chú ý tới, thời khắc này cố tiên nhi trên mặt, kia băng lãnh đến cực hạn thần sắc, thậm chí có hận ý đang áp chế. Đáng sợ khí tức, ở trên người nàng tràn ngập, ngay cả trong ánh mắt, cũng bắt đầu có phù văn lưu chuyển. Tiểu thư, Cố tiên nhi bên cạnh lão bột có chút lo âu lôi kéo nàng, lo lắng nàng quá xúc động. Không hề nghi ngờ, cố tiên nhi cũng biết kia như thế cao điệu hướng đạo thiên tiên cung bên trong mà đi người, chính là nàng hận nhất vị kia ca Nàng khối kia xương, đang ở trong cơ thể hắn. Hai người cốt nhục tương dung. Nàng làm sao có thể không cảm giác được. Trải qua mười mấy năm, lần nữa gặp được hắn. Nàng phản phất lại lần nữa cảm nhận được lúc trước bị hắn đào đi đại đạo chi cốt lúc thống khổ. Tiểu thư, ngươi còn không có tìm tới vị trưởng lão kia, có thể tuyệt đối đừng gây nên chú ý của hắn, tại đạo thiên tiên cung nơi này có thể xong tất cả đều là của hắn địa phương. lão bộc khuyên, cố tiên nhi cũng hiểu đạo lý này, ngay lập tức gật gật đầu, cũng ép buộc tự mình tỉnh táo lại, nàng sớm muộn sẽ đi tìm hắn lấy lại công đạo. người tới, đem cái này không biết sống chết tiểu nha đầu bắt lại cho ta. lúc này kim vũ sắc mặt phát lạnh, quay đầu nhìn về phía cố tiên nhi, vung tay lên nói. sau lưng mấy cái nô bột nhao nhao xông lên, thân thể khỏe mạnh, dai mọc ra sừng cùng lân phiến cố tiên nhi gương mặt xinh đẹp phát lạnh không muốn dẫn xuất phiền phức nhưng cái phiền toái này còn hết lần này tới lần khác muốn tìm trên nàng tới mà lại đoạn đường này đánh nàng tư sắc tu sĩ còn số lượng không ít trống lúc này bên trên bầu trời lần nữa truyền đến tiếng long ngâm tất cả tu sĩ lần nữa giật mình đi mà quay lại hơn nữa còn hướng chúng ta nơi này tới bọn hắn nhịn không được lên tiếng kinh hô phát hiện trước đó hướng đạo thiên tiên cung bên trong mà đi chính đầu màu xanh thương long xuất hiện lần nữa hơn nữa nhìn phương hướng là hướng nơi này xuống đến không tốt hắn cũng hẳn là cảm nhận được ta cố tiên nhi hơi biến sắc mặt đệ nhất thời gian đã nghĩ thông suốt không phải vậy giải thích như thế nào cố trường ca sẽ đi mà quay lại còn hướng nàng chỗ phường thị mà đến cố trường ca hắn tới nơi này làm gì ba lần bốn lượt bị quấy nhiễu kim vũ sắc mặt không khỏi khó coi hắn nhưng không biết cố trường ca vì sao lại hướng nơi này mà đến chẳng lẽ lại là bởi vì chính mình dù sao ở đây bên trong cũng chỉ hắn cùng cố trường ca xem như nhận biết bởi vì hắn ca ca nguyên nhân, hắn từng gặp cố trường ca không ít mặt. Một thời gian, sắc mặt hắn âm trầm không chừng bắt đầu. Tiểu thư, chúng ta đi nhanh đi, lúc này. Lão bột sắc mặt cũng biến thành trắng bệt. Gấp vội vàng khuyên nhủ. Cố tiên nhi lúc này, ngược lại bình tĩnh lại, lắc lắc đầu nói, chúng ta đi không được, dù sao sớm muộn muốn đối mặt hắn, không bằng liền hiện tại đi. Nàng không nghĩ tới lại nhanh như vậy liền gặp được cố trường ca. Bất quá cho tới bây giờ, nàng ngược lại là không thèm để ý phường thị bốn phía tu sĩ cũng bị hấp dẫn tới mới vừa rồi còn là một phần nhỏ người đang nhìn náo nhiệt nhưng bây giờ trên cơ bản là tất cả mọi người đều nhìn lại rất là hiếu kỳ cố chân truyền vậy mà lại hiện thân vẫn còn là chuyện là a à. khó nói là bởi vì kim vũ sự tình nghe nói hắn ca ca trước kia bị cố chân truyền xuất thủ tổn thương qua rơi xuống thương thế phụ cận tu sĩ đều đang sôi nổi nghị luận rất nhanh cửu long kéo xe rơi xuống đất bạch ngọc liễn xa bên trong truyền ra một đường ôn nhuận dễ nghe thanh âm nam tử đã lâu không gặp xem ra ngươi ngược lại là trôi qua không tệ cố chân truyền chuyện này ta coi như qua lại không sai làm sao có thể cùng ngài so đâu kiên vũ không nghĩ tới cố trường ca sẽ nói như vậy cũng hơi sững sờ bất quá đã cố trường ca chào hỏi thái độ không tệ hắn không khỏi lộ ra tiếu dung trả lời mang theo một chút thiện ý vài chục năm không thấy ngươi cũng đã cao như vậy rồi cũng trổ mã xinh đẹp như vậy bạch ngọc liễn xa bên trong tiếp tục truyền đến thanh âm cố trường ca ánh mắt mang theo dị sắc tự nhiên bên trong đi ra phối hợp nói mảy may không có chú ý ở một bên nói chuyện cùng hắn kim vũ nghe nói như thế kim vũ biểu lộ trực tiếp cứng đờ sau đó rất là xấu hổ sắc mặt tức giận khó coi phụ cận chúng tu sĩ cũng là cả kinh rất là ngạc nhiên lời này rất hiển nhiên không phải nói với kim vũ khó nói là vị kia thiếu nữ áo xanh cố tiên nhi tự nhiên biết cố trường ca lời này là nói với nàng nhưng nàng gương mặt xinh đẹp phát lạnh không nói lời nào ánh mắt vô cùng băng lãnh cố trường ca ngươi đây là ý gì Kim Vũ gặp cố trường ca hoàn toàn coi nhẹ tự mình, nhưng do mặt mũi hắn hoàn toàn không nhịn được, không khỏi hơi quát một tiếng, nghĩ duy trì được hình tượng của mình. Dù sao vừa rồi thật sự là thật mất thể diện, cố trường ca căn bản không có nói chuyện cùng hắn, hắn còn dám đi lên nói như vậy, trên mặt một mảnh nóng bỏng. Ngươi tính toán thứ đồ gì? Ta nói với muội muội lời nói, cũng đến khi ngươi xen vào quấy rầy. Lúc này, cố trường ca mới quét mắt nhìn hắn một cái, thần sắc lộ ra lạnh lùng, lơ đỉnh. Ngươi! Kim Vũ thần sắc động lại, càng là âm trầm, khó coi, tức giận đến thân thể run rẩy. Cố trường ca không có ở phản ứng người này. Hắn ngược lại tiếp tục xem hướng cố tiên nhi. Hắn cũng không nghĩ tới vừa mới đến đạo thiên tiên cung chân núi, liền cảm ứng được cố tiên nhi tồn tại. Cho nên trực tiếp nhường minh lão lái xe trở về. Bất kể nói thế nào, trước chào hỏi, tức trêu tức nàng cũng không có vấn đề gì. Nàng hiện tại tu vi trên lệch tự mình quá nhiều, khẳng định là đánh không lại tự mình. Mặc dù phía sau nàng có chí cường giả chỗ dựa, nhưng chỉ cần không liên quan đến an nguy tính mạng của nàng những cái kia chí cường giả chắc là sẽ không quản vậy bây giờ tự mình ức hiếp nàng đây không phải là chuyện dễ như trở bàn tay báo thù chỉ cần mình tu vi mạnh hơn nàng nàng liền không có cơ hội về phần khoét xương thù muốn giải quyết như thế nào cố trường ca sớm có biện pháp gặp chuyện không quyết ném nồi cho ma tâm ổn thỏa bất quá dùng hệ thống đánh giá cố tiên nhi ký vận điểm cố trường ca cũng không khỏi ở trong lòng sách một tiếng so với nguyệt minh không đến cũng không kém chút nào nửa phần, thậm chí càng nhiều chút. Gần vạn khí vận điểm. Cái này khiến hắn không thể không nói, hạ giới khí vận chi tử cùng nàng nhóm so ra, thật đúng là ngay cả số lẻ cũng không bằng. Ha ha, cố trường ca, ta hảo ca ca, lời này cũng ủng cho ngươi nói ra được tới. Nếu ngươi trong mắt còn có ta cái này muội muội, ngươi sẽ làm ra chuyện năm đó đến. Cố tiên nhi cũng không nghĩ tới cố trường ca sẽ là như thế cái thái độ. Nhưng loại này hơi hợt thần sắc, càng so lạnh lùng kinh thường nhường nàng khó chịu, ngọc thủ nắm chặt lạnh lùng nhìn chầm chầm cố trường ca tấm kia nhường nàng chán ghét trên mặt treo tuấn tú thần nhã ý cười người không biết còn tưởng rằng hắn sẽ là người tốt lành gì nàng giờ phút này hận không thể một quyền đánh lên đi đem hắn đầu cho nện nát mà giờ khắc này phụ cận một đám tu sĩ cũng là chấn kinh đến không được con mắt trừng lớn tuyệt đối không nghĩ tới tên này thiếu nữ áo xanh vậy mà địa vị như thế lớn sẽ là cố trường ca muội muội chỉ bất quá giữa hai người tự hồ có mâu thuẫn nhất dạng chuyện năm đó năm đó sự tình gì? Kim Vũ sắc mặt cũng khẽ biến, không có nghĩ đến cái này hắn cho rằng không có bối cảnh thiếu nữ áo xanh, lại là cố gia người. Bất quá cố gia thế hệ trẻ tuổi, hắn trên cơ bản đều biết, thiếu nữ áo xanh này ở đâu ra. Cố Tiên Nhi cũng không nói, vẫn lạnh lùng mà nhìn chầm chầm vào cố trường ca, dù sao cũng là cố gia chuyện xấu, những năm này chưa vị tộc lão đối nàng nhất mạch kia có nhiều chiếu cố. Nàng cũng không muốn đối với chuyện như thế này, nhưng cố gia mất mặt hổ thẹn. Thật vất vả gặp một lần, không nghĩ tới ngươi là thái độ này, Thật sự là để cho ta cái này làm ca ca có chút thụ thương a, à. Cố Trường ca hời hợt cười. Nhìn cũng không có chút nào hối cải bộ dạng. Đương nhiên cũng không phải là hắn không biết hối cải, năm đó sự tình cũng không phải một câu xin lỗi có thể làm, không phải vậy Cố Tiên Nhi còn có thể cảm thấy hắn dối trá, cảm thấy hắn động cơ không thuần. Cố Trường ca cũng không nhất thiết phải thế. Vậy ta muốn thái độ gì? Ta hiện tại hận không thể đem ngươi gương mặt này đập nát. Cố Tiên Nhi lạnh lùng nói, cảm giác Cố Trường ca tới đây chỉ là thuần túy muốn cho nàng minh bạch, nhất cử nhất động của nàng hắn đều biết. Chính là đến trước mặt nàng làm một vòng, nhưng nàng nộ khí không chỗ phát tiết. Thôi, ngươi nếu là có thể đập nát, vậy ngươi liền đến thử một chút. Cố trường ca khẽ cười một tiếng, giống như cũng không định nhiều lời, sau đó nhìn về phía hơi biến sắc mặt kim vũ, thần sắc chuyển sang lạnh lẽo, đạo, ngươi đây tính toán là cái gì đồ chơi? Ta muội muội ta có thế ức hiếp, ngươi dám động nàng, vậy ngươi liền đi chết đi. Dứt lời, hắn nhất trưởng vỗ xuống, phù văn xen lẫn, kim sắc trưởng ấn nhanh chóng tại hư không ở giữa ngưng tụ hóa thành thần linh chi thủ vô bỉ chi đại vắt ngang rơi xuống cố trường ca ngươi kim vũ biến sắc có chút không dám tin sắc mặt lập tức trở nên một mảnh trắng bệch tại đạo thiên tiên cung dưới chân cố trường ca dám động hắn hạ sát thủ phía sau hắn người hầu cũng là nhao nhao hoảng sợ tuyệt vọng thực lực mặc dù có hư thần cảnh nhưng giờ khắc này vậy mà không sinh ra ý niệm chống cự tới cố trường ca một chữ này phản phất giống như thần linh chi thủ bao trùm thiên hạ đem bọn hắn hoàn toàn bao phủ nắm phốc một tiếng nơi này nổ tung huyết vụ kim vũ người hầu trong nháy mắt nổ tung bản thân hắn cũng là phun mạnh máu tươi thân thể trực tiếp sụp đổ nguyên thần bao vây lấy một cái hộ thân chi vật nhanh chóng bỏ chạy bỗng nhiên thời gian nơi này hoàn toàn tĩnh mịch tất cả tu sĩ tê cả da đầu toàn thân phát lạnh có người âm thầm nuốt nước miếng một cái thần hồn kinh hãi cảm giác muốn phát sinh đại sự cố trường ca ngươi đừng tưởng rằng dạng này ta liền sẽ cảm tạ ngươi Ngu ngơ một lát cố tiên nhi kịp phản ứng, không khỏi gương mặt xinh đẹp phát lạnh nói. Nàng cũng không cần cố trường ca xuất thủ, chính nàng đồng dạng có thế giải quyết, trước đó chỉ là sợ dẫn xuất phiền phức, bị cố trường ca chú ý tới thôi. Hiện tại cố trường ca cũng chú ý tới nàng, nàng còn có cái gì hảo tại ý. Không, ta không cần ngươi cảm tạ ta. Cố trường ca lắc đầu, ta chỉ là nhớ ngươi biết, ta ức hiếp ngươi có thể, người khác ức hiếp ngươi, vậy liền không được. Chương 90, hù dọa một chút mà thôi, cố trường ca là cái đại địch, bốn, cầu đặt mua. Phường thị phụ cận, hoàn toàn tĩnh mịch. Tất cả tu sĩ nhìn xem một màn này, có chút kinh dị, toàn thân phát lạnh. Không cần phải nói. Đây tuyệt đối là một kiện đại sự A. À. Thân là đạo thiên tiên cung mặt khác một chân truyền đệ tử đệ đệ, kim vũ tại phụ cận xưa nay là phách lối bá đạo đã quen, trong ngày thường ai dám trêu chọc. Nhưng hôm nay lại bị cố trường ca một chưởng trực tiếp đập nát thân thể, đành phải phát khí bao bọc lấy nguyên thần chạy trốn. Cố trường ca lúc này mới mới vừa trở lại đạo thiên tiên cung, chỉ làm thành như thế lớn oanh động mà lại kim vũ ca ca kim trụ chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ hắn cùng cố trường ca quan hệ trong đó trước đó liền rất không hợp nhau hôm nay chuyện này phát sinh về sau còn phải rồi mà lại vừa rồi người hữu tâm chú ý tới cố trường ca tu vi con mắt hơi trừng càng là kinh hãi một trưởng vỗ chết hư thần cảnh cường giả mà lại vừa rồi khí tức không sai cố chân truyền hẳn là đột phá đến phong vương cảnh a t hắn mới bao nhiêu lớn a nhanh như vậy tu hành tốc độ nếu như nhớ không lầm gần nhất giống như không có truyền ra có vị kia chí tôn trẻ tuổi đột phá đến phong vương cảnh tin tức. Bên cạnh tu sĩ lần nữa bị chấn kinh ở. Nói cách khác cố chân truyền là một cái duy nhất đột phá đến phong vương cảnh chí tôn trẻ tuổi. Đương nhiên còn lại chí tôn trẻ tuổi cũng có thể là đã đột phá, chỉ là không có truyền ra tin tức như vậy đến thôi. Bất quá, bỏ mặt nói theo phương diện nào, cố trường ca đều đủ để kinh thế, hôm nay tin tức truyền ra, tuyệt đối sẽ dẫn phát các phương oanh động. Oanh! Mà lúc này, bên trên bầu trời từng đạo lưu quan xẹt qua, hóa thành thần hồng, nương theo lấy cường đại khí tức. Đạo Thiên Tiên cung đội chấp pháp xuất hiện, chừng 7, 8 người, chỉ bất quá cũng chỉ dám ở cách đó không xa, không dám tới gần. Nơi này phát sinh sự tình bọn hắn đã biết, chính là bởi vậy bọn hắn mới mặc lộ vẻ khó xử, cũng là xoắn xuýt vô cùng. Nếu như không lên tiếng đến hỏi thăm một phen, thật sự là có hại đội chấp pháp uy nghiêm cùng công chính. Nhưng là Cố Trường Ca bọn hắn lại trêu chọc không nổi. Một phương diện khác, Kim Vũ là một vị khác chân truyền đệ tử đệ đệ, đồng dạng không tiện bàn giao bọn hắn quá khó khăn. Lúc này, Cố Tiên Nhi ngu ngơ nửa ngày, cũng lấy lại tinh thần tới. Không nghĩ tới Cố Trường Ca sẽ dùng như vậy nhẹ nhàng bân quơ ngữ khí nói ra loại này vô sĩ. Nhất là trên mặt hắn loại kia nguyên vẹn không thèm để ý biểu lộ. Thật giống như là một cái dễ như trở bàn tay việc nhỏ đồng dạng. Cái gì gọi là chỉ có hắn có thể ức hiếp tự mình. Người khác không thể ức hiếp tự mình. Cái này có ý tứ gì? Là đem mình làm làm khi dễ đồ chơi. Nàng đều sắp bị tức xỉu, sắc mặt tức đỏ lên, Bàn thân rung rẩy, nhịn không được tức miệng mắng to, cố trường ca, ngươi vô sĩ. Cố trường ca vẫn là bộ kia hời hợt thần sắc, quét mắt kim vũ nguyên thần đào tẩu phương hướng, cũng không có để ở trong lòng. Cố tiên nhi lạnh lùng nói, ta không cần ngươi bảo hộ, ngươi đến cùng có ý đồ gì. Nàng cũng không tin cố trường ca sẽ không bằng vô cớ đối nàng tốt. Hắn tuyệt đối là có ý đồ gì. Chẳng qua là hiện tại, nàng nghĩ mãi mà không rõ thôi. Ý đồ. Cố trường ca khẽ cười một tiếng, lơ đến nói, ngươi cảm thấy ta có thế đối ngươi có ý đồ gì? Có lẽ là ta đối với ngươi lòng mang ấy nấy, muốn đền bù đâu? Đương nhiên, cũng có thể là là ta muốn thấy ngươi hận ta, lại không làm gì được ta bộ dạng. Nói đến đây, hắn lộ ra ngoạn vị thần sắc tới. Trong lòng còn có ấy nấy. Người như ngươi, căn bản sẽ không có loại tâm tình này. Ngươi liền chờ xem, ngươi coi như hiện tại không giết ta, ta sớm muộn cũng sẽ đem những năm này thống khổ hoàng lại đưa cho ngươi. Nghe nói như thế, cố tiên nhi trong lòng càng là tức giận đến không được đơn giản đều muốn tức nổ tung chỉ có thể áp chế gắt gao lạnh lùng thốt đối với cố trường ca không có bất kỳ cái gì sắc mặt tốt những năm này mỗi một ngày trong đầu của nàng đều sẽ hiển hiện lúc ấy chi cảnh những thống khổ này cố trường ca lại làm sao có thể cảm nhận được nếu như xin lỗi liền có thể giải quyết vấn đề thế gian này nhiều như vậy cừu hận lại là làm sao tới liền xem như cố trường ca nói với nàng xin lỗi nàng cũng sẽ không tiếp nhận loại này qua loa lời nói nàng nghe tới làm gì dùng ta ngược lại thật ra nghĩ hiện tại liền giết ngươi. Nghe vậy, cố trường ca trên mặt ý cười lúc này cũng đã biến mất, phát ra âm thanh cười nhạo thanh âm. Đương nhiên lời này hù dọa một chút nàng là được rồi. Không nói trước có thể làm được hay không, coi như có thể làm được, cũng rất không thực tế. Sau đó hắn cũng không để ý tới nữa cố tiên nhi, trực tiếp về tới liễn xa bên trong. Nghe nói như thế, cố tiên nhi sắc mặt không khỏi hơi trắng, nàng sẽ không hoài nghi cố trường ca sát tâm, dù sao mình cũng nghĩ giết hắn. Nhưng là cố trường ca vì sao không động thủ? hắn tại đạo thiên tiên cung dưới chân thế nhưng là không kiên nể gì cả ngay cả cùng tông đệ tử cũng dám ra tay không có khả năng đối nàng lưu tình vẫn là nói câu nói này khó nói chỉ là đến dọa nàng cố trường ca ngươi bây giờ không giết ta ngươi sớm muộn sẽ hối hận sau đó cố tiên nhi hướng về phía phía trước trời đi cố trường ca lạnh lùng nói ngọc thủ nắm chặt rất nhiều phù văn ở trong đó dần dần biến mất khí tức rất nhanh bình ổn nàng dù sao còn muốn bái nhập đạo thiên tiên cung nếu như không phải rất nhiều duyên cớ nàng thật sự là không muốn cùng cố trường ca chạm mặt vừa rồi cố trường ca tùy tiện đưa tay uy thế như vậy liền để nàng có dũng khí cảm giác hít thở không thông ngay cả hư thần cảnh cũng bị hắn tiện tay trấn sát thực lực của hắn những năm này cũng không biết đến loại tình trạng nào đã không thể dùng thâm bất khả trắc để hình dung tiểu thư ngươi không sao chứ bên cạnh lão bột lo lắng hỏi phúc bá ta không sao chỉ là rất tức giận cố trường ca hắn không giết ta nhưng hết lần này tới lần khác muốn chọc giận ta cố tiên nhi nghiến răng nghiến lợi nói vừa nhắc tới cố trường ca liền không nhịn được muốn nổi giận sức sống sát ý bừng bừng phúc bá nhịn không được cười khổ nói tiểu thư có thế bảo vệ mệnh đến cũng không tệ rồi đừng quên những năm gần đây hắn một mực tại tìm hành tung của ngươi muốn giết ngươi thế nhưng là hôm nay lại cổ quái vậy mà không động thủ khó nói là bản tộc bên kia nguyên nhân nghe vậy cố tiên nhi lắc đầu nói coi như hắn động thủ ta cũng chưa chắc sẽ sợ hắn đừng quên trên người của ta nhưng có các sư tôn ban thưởng đông đảo bảo vật lão bộc chỉ là nghi hoặc, cố trường ca hành vi của hắn cùng trước kia so ra, ngược lại là cải biến không ít, bất quá tâm ngoan thủ lạc điểm này vẫn không thay đổi. Vừa rồi ra tay lúc giết người, mắt thần đô chưa từng thay đổi, hoàn toàn liền xem như sâu kiến nhất dạng dẫm chết. Phúc bá tháng nói, tiểu thư về sau ngươi tại đạo thiên tiên cung tu hành, thế nhưng là phải cẩn thận một chút, cố trường ca hắn là chân truyền đệ tử, đối phó ngươi quá dễ dàng. Đạo thiên tiên cung trước sơn môn phát sinh sự tình, rất nhanh liền đã dẫn phát banh động cực lớn, giống đã mọc cánh, cực nhanh truyền hướng các nơi biến mất nửa năm cố chân truyền lần nữa trở về. Vô số tu sĩ chấn kinh, cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Tại sơn môn dưới chân, một trưởng đem kim trụ đệ đệ nhục thân đánh sụp đổ, chuyện nguyên nhân gây ra là bởi vì một tên hư hư thực thực cố gia tộc nhân thiếu nữ áo xanh. Thiếu nữ áo xanh tự hồ là cố chân truyền muội muội, nhưng chẳng biết tại sao, giữa hai người tự hồ có mâu thuẫn đồng dạng. Kim trụ đệ đệ hảo chết không chết chạy tới ức hiếp thiếu nữ áo xanh, vừa vặn bị trở về sơn môn cố chân truyền gặp được, trực tiếp bị một trưởng vỗ thành huyết vụ chuyện này tại các nơi dẫn phát động đất thậm chí truyền hướng các nơi lúc ấy cố trường ca chỗ hiện ra thực lực càng là dẫn phát người nhiều đa tâm chú ý bị ảnh lưu niệm thạch ghi chép lại việc này đối rất nhiều người mà nói mới là trọng yếu nhất đại thế chi tranh quần tinh sáng chói thiên kiêu vô số rất nhiều vị diện thế giới cũng khí vận mạnh mẽ xuất hiện rất nhiều ngày phú xuất chúng hạng người thế hệ trẻ tuổi ai cũng nghĩ dẫn dắt danh tiếng danh dương thượng giới chấn nhiếp thiên hạ một trưởng trấn sát hư thần cảnh dạng này chiến tích đã đủ để chứng minh bây giờ cố trường ca đáng sợ ít ngồi đáy giếng có thể thấy được chút ít việc này còn tại dẫn phát các nơi oanh động đạo thiên tiên cung khu vực trung tâm thần đảo tiên phong vô số thác nước màu bạc treo trên bầu trời tiên vụ lượng lờ hào quang thải hà xen lẫn tại bầu trời chiếu rọi sáng chói ánh sáng hoa một trận cổ lão tiên gia khí phái một tòa nguy nga mênh mông trên ngọn núi lâu vũ cung điện liên miên kiến trúc tọa lạc tu sĩ lui tới mười điểm bận rộn ngọn núi này tên là cô tuyệt phong là đạo thiên tiên cung bây giờ chân truyền đệ tử kim trụ chỗ. Một tòa to lớn trong cung điện, sương trắng mờ mịt. Một tên kim bào thanh niên đang ngồi xếp bằng, trên trán có kim sắc độc giác, lưu chuyển đại đạo ý vị, có phá diệt hết thảy thần uy. Tại chung quanh hắn linh khí xoay tròn, thành vòng xoáy nhỏ, bị hắn thu nạp nhập thể. Lập tức cơ thể hiện lên một tầng kim quang, hóa thành cái này đến cái khác cái kim sắc vòng xoáy nhỏ. Mỗi một cái vòng xoáy nhỏ bên trong cũng có một tôn tiên ma hư ảnh ngồi xếp bằng, tựa như tại tụng kinh tại hắn trên thân thể xoay tròn, phù văn vô tận, rất là quỷ dị. Hiển nhiên, đây là một môn cực kỳ cường đại kinh khủng cổ thiên công. Phía sau hắn, càng là ẩn ẩn có một tôn kim sắc cự thú hư ảnh, ở trên hạ lưu chuyển. Kim sắc miệng lớn một tấm, phản phất lỗ đen, vô tận thái dương thần huy xuyên thấu qua cung điện bị hắn thôn vệ vào thể. Người này, chính là bây giờ đạo thiên tiên cung một vị khác chân truyền, tên là Kim Trụ, đồng dạng là là trí tôn trẻ tuổi, thực lực có một không hai cùng thế hệ. Giờ phút này, trước mặt hắn hư không bên trong một đường bị pháp khí bao khỏa nguyên thần chính diện lộ oán độc cùng vẻ phẫn nộ đạo ca ca ngươi nhất định phải báo thù cho ta a à. khi cố trường ca đơn giản chính là khinh người quá đáng ta cũng không có trêu chọc hắn hắn liền một trưởng đem thân thể của ta đập nát nếu như không phải ta có trong tộc ban tặng pháp khí chết sớm ở nơi đó chính là lúc ấy ở trước sơn môn chạy thoát kim vũ hắn đối cố trường ca kia là vô cùng oán độc hận không thể đem thịt nát xương tan chém thành muôn mảnh không phải vậy khó mà bình tâm đầu cừu hận trước công chúng gặp như thế sỉ nhục, đơn giản cùng giết hắn nhất dạng. Việc này nói đến, là ngươi gieo gió gặt bảo nguyên nhân, không có chuyện đi đánh cố trường ca muội muội chủ ý làm gì. Chuyện bên ngoài ta đã biết. Nghe vậy, Kim Bào thanh niên mở to mắt, thần sắc rất lạnh lùng nói, bất quá cố trường ca cũng quá ức hiếp người, sau lưng của hắn cho dù có cố gia lại như thế nào, ta kim giác nhất tộc, cũng không phải dễ khi dễ như vậy. Việc này ta sẽ vì ngươi lấy lại công đạo. Bất quá không phải hiện tại, cố trường ca thực lực, tự hồ đã đột phá đến phong vương cảnh ta môn này của thiên công ngay tại đột phá trước mắt không có đột phá trước ta không phải là đối thủ của hắn nghe vậy kim vũ sắc mặt vui mừng nói đa tạ ca ca ta liền chờ ca ca báo thù cho ta nhất định phải làm cho kia cố trường ca hối hận hôm nay gây nên kim trụ gật gật đầu không nói gì nhưng hắn trong lòng kỳ thật vẫn là rất cẩn thận ngưng trọng cố trường ca tuyệt đối là đại địch không thể khinh thường đoạn này thời gian hắn cơ duyên không ít ngưng tụ tiên tổ pháp thân hư ảnh thực lực mức độ lớn tăng lên, vốn cho rằng có thể báo cố trường ca ngày đó trọng thương mối thù. Nhưng không nghĩ tới cố trường ca thực lực tăng lên cũng nhanh như vậy, vậy mà trước hắn như vậy nhanh đột phá đến phong vương cảnh. Mà hắn hiện tại cũng mới phong hầu cảnh hậu kỳ. Bất quá hắn vẫn là có lòng tin, đến lúc đó đột phá phong hầu cảnh tột cùng, kết hợp với hắn thiên công cùng không ít ác chủ bài, tuyệt đối có thế chiến cố trường ca.